điều chỉnh, phóng to thu nhỏ cái màn hình này, này kéo này, đó tức là kéo giãn giãn nó ra đúng không? Đó, ở đây là giãn cái file này ra, để cho ví dụ chúng ta muốn cắt đoạn này thì chúng ta phải giãn cái này ra chúng ta mới cắt được. Ví dụ chúng thừa chỗ này chỗ ho chẳng hạn, chỗ này là ho chẳng hạn, thì cô ho thì thầy cô sẽ kéo giãn nó ra, giãn này, nhìn này chỗ này này, cái này là giãn ra này đúng không? Cô hẹp lại giãn ra, giãn ra chúng ta có thể giãn hết cỡ luôn đấy, và chúng ta sẽ cắt cái này đi, bôi đen nó bằng cách là giống như chuột thôi, dùng chuột bôi đen văn bản như bình thường, ta dùng từ delete, delete đi, ok đúng không? Nó sẽ mất đi, không gọn nó đấy, delete đi đấy. Xong bắt đầu là chúng ta có thể là cho to lên, ví dụ cái đoạn này nó hơi bé thì chúng ta sẽ to lên, ví dụ như vậy. Đoạn nào mà muốn 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 mình cái đoạn này to lên không thôi thì bôi đen mình đoạn này vào volume, chúng ta sẽ kéo lên về phía bên tay phải là nó to lên, to lên đây là to lên 39% rồi, ok đấy, nó to lên rồi đúng không? Đó, còn không thì chúng ta cứ giữ nguyên đúng không? Cái thứ hai nữa thầy cô chú ý nha, nó rất quan trọng luôn, tôi hay làm cái này vì có thể là tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng bất kỳ cái gì, vì thầy cô nhớ rồi, thầy cô ghi âm là thầy cô sẽ nhớ được tông điệu của mình nằm ở đâu. Nhưng trong trường hợp ai đó nhờ mình hoặc mình làm cho ai đó, tức là cái người khác người ta sẽ ghi âm, hoặc thầy cô lấy một cái đoạn video ở đâu ấy về đúng không đấy, hoặc là thầy cô lấy một cái đoạn âm thanh ở đâu đấy về, thầy cô muốn bỏ vào đây, thầy cô bỏ đây rồi bắt đầu thầy cô bắt đầu đồng bộ, thì thầy cô sẽ rất khó nhớ ở đây là cái gì, đây bắt đầu cái gì. Nếu tôi ghi âm tôi biết chính xác, tôi không cần nghe luôn, là tôi nhìn ở bên ngoài đây tôi cũng biết nó, tôi nhìn bên ngoài tôi biết chỗ này đến đây nó nói cái gì luôn, chỗ này nói bắt đầu nói cái gì, chỗ này bắt đầu nói cái gì, vì mình là người ghi âm mình rất hiểu nó luôn rồi. Nhưng mà người khác là ghi âm hoặc file audio của người khác thì chúng ta sẽ rất không biết được, không thể biết được chỗ này nó bắt đầu cái gì để chúng ta bắt đầu mà. Vậy thì sự đồng bộ thầy cô nhìn thấy đây này, đây này, cái này nó xuất hiện ở vị trí này là do cái file ghi âm bắt đầu từ đây. À, thầy cô nhìn nhá, đó, tôi kéo lên trên này này. Đó, kéo lên này thì có thể à, đến đây thì anh này xuất hiện, vậy thì tôi phải biết được ở đây là nó bắt đầu nó nói cái gì thì tôi mới cho cái này xuất hiện đúng vị trí được. Vậy thì thầy cô chuẩn bị cho tôi một cái bút và một tờ giấy, chúng ta sẽ nháy đốt chuột vào trong cái vào cái phần editor này, rồi chúng ta bắt đầu chúng ta làm như sau nào nhá. Chúng ta làm này, rồi ở đây chúng ta biết họ nói cái gì. Đấy, ví dụ đây là một tập hợp các phương. đây là một tập hợp đúng không? Đây, nhìn này, bắt đầu ở vị trí này là cô ấy nói là một tập hợp, ví dụ như vậy thì tôi phải xác định được vị trí này là vị trí thứ giây bao nhiêu, nhìn vào đây chúng ta biết luôn, nhìn vào đây chúng ta biết giây bao nhiêu luôn, hoặc nhìn vào đây này, đây con số này chính là tổng số chúng ta có 36 giây đúng không, và ở đây là giây thứ sáu, ở giây thứ sáu cô đang nói bắt đầu nói cái đoạn đó, thì lấy cái bút ghi là 6.26, cứ như ghi như vậy cho tôi, tức là ở giây thứ 26, ở giây thứ sáu đấy bắt đầu là nói đoạn này, hoặc là đến đoạn này, bắt đầu đến đoạn này ai nói Hiệu trưởng nhà trường. đây, nói đến từ hiệu trưởng nhà trường đúng không, ở đây là bắt đầu nói đến hiệu trưởng, thì bây giờ ở đây là 17, ở đây thầy cô nhìn thấy nhá, ở đây sẽ là 17. Đâu ta hiệu trưởng đâu, đây 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 đúng không, tức là 18 rồi. Đó, nhìn vào đây chúng ta biết luôn 18:22, 18:22 luôn, tức là đang ở giây thứ 18:22, để chúng ta lại nốt lại hiệu trưởng 18:22, tức là nói đến cái đoạn hiệu trưởng rồi, ok. Đề cập đoạn này là đề cập đến cái gì thì chúng ta Cán bộ đề cập, tôi tìm cái từ đảm thực bảo, hiện và cập nhật tôi tìm cái từ đảm bảo đang ở đâu nhé. giảm tối đa mức độ thiệt hại, đồng thời đảm bảo rằng mọi người nhận được quyền giáo dục trong những tình huống thiên tai và các rủi ro khác. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm. Đúng không? Đó, đó, và đồng thời như vậy thì cô cứ cứ lấy bút, lấy giấy không làm gì, cứ lấy bút lấy giấy và chấm nó cho tôi. Vậy thì tôi nhớ có hai Giảm cái tối chấm. đa mức độ thiệt hại, đồng thời Đó, rồi, ok, xong rồi, tôi sẽ đóng lại đã. Đó, tôi xong đi chỉnh sửa cái thứ tôi đóng lại nè. Đóng cái này lại. Rồi. Tôi có tờ giấy rồi, đúng không? Và tôi có ấy rồi, bây giờ tôi sẽ kéo gạch này.
À, những cái này á, đây những đối tượng này thầy cô có thể di chuyển nó ở bất kỳ nơi nào, nó không quan tâm, nó chỉ là quan tâm là cứ đứng trước hay đứng sau, nó đừng chồng với nhau là được. Đó, ở đây chúng ta di chuyển lên đây để chúng ta đồng bộ cho nó dễ. Đó, ví dụ nha, anh này nha, nó đã tôi ghi rằng là tôi ghi là 15, 14 năm là đến anh đảm bảo quyền giáo dục, 11 đến 12 đó là đảm bảo cái mức giảm nhận thiệt hại. Ở đây 9 đến 10 thì nó sẽ có cái anh này đảm bảo an toàn cá nhân. Đây, tôi cứ làm ở đây. Rồi, cái sinh mạng cái gì đó. Đặt tôi đặt đây. Cho nó dễ kéo kéo nó lên, cầm kéo lên nhìn nhìn vào cái ô này là chúng ta sẽ biết được rồi. Rồi tập hợp các hoạt động các phương án ví dụ như vậy, đúng không? Nó đi đâu bắt đầu. Anh tập hợp thì đâu bắt đầu. Đây nhảy nhảy tốt lên đây là tôi kéo xuống này. Đây, bắt đầu đến đây là bắt đầu nói thì tôi sẽ đặt như vậy. Để chưa ạ? À, để cho các cái chữ này bắt đầu nó ra theo cái ý của tôi. Đúng không nào? Theo ý của tôi. Và tôi nhớ rằng là một này, 7, 8, 8 này ấy này, đúng không? 9, 10 này, 11, 12 này, 4, 15. Giả định đầu tiên ban đầu nó sẽ như thế này. Thầy cô chú ý nha, ban đầu nó nằm về đầu này. Ban đầu khi chúng ta thiết kế nó nằm luôn ở đây, nằm sát ở đây luôn. Đúng chưa nào? Bây giờ ta muốn anh nào xuất hiện trước, anh nào xuất hiện sau, anh nào lát xuất hiện thứ giây bao nhiêu chứ ạ? Rồi, ở đây cô giáo nếu như này chúng ta review lên á, là nó sẽ hiện hết lên luôn. Ở đây chúng ta review lên là nó hiện hết vì chúng ta không có chưa điều chỉnh cái thời gian để xuất hiện cái đối tượng đấy như thế nào. Vậy thì muốn điều chỉnh cái thời gian xuất hiện đối tượng đấy thì chúng ta phải nghe cái file audio hoặc cái file video để chúng ta gì ạ? Chúng ta nốt lại cái thời điểm đó đến nói cái gì và chúng ta chuẩn bị cái gì. Đúng không ạ? Rồi chúng ta mới kéo nó được. Mà khi chúng ta có cái file đấy rồi á, có cái nốt đấy rồi rất đơn giản là phút thứ mà tôi nhớ là phút thứ 7 bắt đầu từ 8 đến 9 thì có 9 đến 10 có 10 11 có 4 15 có. Rồi thì tôi sẽ bắt đầu tôi làm nó. Nhiệm vụ thứ nhất là lập kế hoạch phòng chống thiên tai, Đấy thầy cô lập nhìn kế thấy hoạch không? Đây phòng này chống đây thiên tai nó xuất hiện ra ngay từ đầu disaster luôn. là Tôi một chưa trong những kéo. phương án hoạt động nhằm nghiên À, cứu. đúng là cái giao diện này từ năm 2012 rồi đúng không? Nhìn cái giao diện này rất là quê rồi. Năm của mình chào tôi đã làm cái này. Ok. Rồi nha. Bây giờ tôi tắt nó đi nè. Bây giờ bắt đầu tôi điều chỉnh từng người một. Nháy vào anh tập hợp. Nó ở đây rồi. Rồi đây. Phút thứ bảy ra đây. À, tức là dây dây thứ bảy dây nha, dây thứ bảy. Rồi, anh cứu sinh nha. Mấy anh này nha, cứu sinh này giờ tôi kéo anh cứu sinh ở phút thứ 8 đây 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 bắt đầu 8 đây. Đây tôi kéo ở đây. Tôi nhớ rồi. Anh đảm bảo an toàn. Anh đảm bảo an toàn ở đâu? Ở phút 9 10 đây tôi kéo hở này này. Ở đây đây ở chỗ này. Ở khu vực này. Rồi, đến giảm thiểu, mức độ giảm thiểu thì chúng ta sẽ đến đây, người một đây. Và anh cuối cùng là đảm bảo quyền lợi này tôi nhớ rồi, nhưng mà anh là ở khoảng khoảng này. Đó, thế bây giờ tôi view lên xem sao. View lên thì nó cứ đến cái điểm đấy nó mới ra, nó mới xuất hiện. Đúng không? Cái điểm đấy nó xuất hiện. Thì không có vấn đề gì cả khi mà chúng ta làm nó cái việc này chúng ta nhớ rồi thì chúng ta kéo rất là dễ và chính xác luôn, chính xác từ Nhiệm vụ thứ đây nhất luôn. là Đó. lập kế hoạch phòng chống thiên tai. Lập kế hoạch phòng chống thiên tai và các rủi ro khác trong nhà trường là một tập hợp các phương án hoạt Đó, động nó chính nhằm nghiên xác cứu luôn. sinh mạng, đảm bảo an toàn cá nhân, Đó. giảm tối đa mức độ thiệt hại, đồng thời đảm bảo rằng mọi người nhận được quyền giáo dục trong những tình huống thiên tai và các rủi ro khác. Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị, thực hiện và cập nhật kế hoạch. Việc xây Đó, dựng kế đúng hoạch nào. Thầy cô thấy không? Rất dễ đúng không? Rất cực dễ luôn. Chúng ta xác định chính xác rồi là chúng ta chỉ cần kéo cái này đây rồi. Là nó bắt đầu xuất hiện. Thế bây giờ bảo là khi xuất hiện thì nó sẽ có hiệu ứng thì làm sao? Thì vẫn bình thường chúng ta vẫn làm hiệu ứng cho nó đúng không nào, một này hai này ba này bốn hiệu ứng chạy từ dưới lên đúng không. Đây, chúng ta chọn vào animation chỗ đây chúng ta chọn vào ở dưới lên ví dụ thế hoặc là bên trái sang bên chạy chúng ta muốn cái nào cũng được ạ, nó đều như vậy ạ, thời gian như nào chạy như nào đây hiệu ứng của nó đây sử dụng cái thẻ animation đây ở đây trong đây chúng ta có hiệu ứng xuất hiện. Chúng ta có hiệu ứng biến mất nằm đây đây gần hiệu ứng đường dĩ nhiên ở trong Storyline cái hiệu ứng nó không phong phú như trong học hỏi đúng không à, nhưng mà nó vừa đủ
để chúng ta trải nghiệm trong một môi trường giáo dục, đúng không ạ? Nó vừa đủ để chúng ta trải nghiệm trong môi trường giáo dục. Còn nếu chúng ta làm bài thuyết trình trong một cái cuộc hội thảo mang tính đa quốc gia nào đấy, ví dụ như là về chúng ta đang trình diễn một cái sản phẩm bán về sức khỏe an sinh xã hội cho một cái tập đoàn đa quốc gia ở đấy, thì chúng ta không dùng được thế này, mà nếu mà dùng cho giáo dục thì cũng vừa đủ. Tôi nghĩ rằng là nhà sản xuất họ cũng đã suy nghĩ rất nhiều rồi, đúng không nào? Rồi, đấy là cái đó. Thế vậy mất đi thì sao? Ví dụ cái thứ hai nha, nếu như trong trường hợp thầy cô nhóm bốn anh lại lại thành một, rồi tôi làm luôn nhóm này, nhóm nha, can chôn g là nhóm nó lại, đúng không? Hoặc nháy phải vào đây chọn đấy, xong nháy phải đây rút lại luôn nha, rút lại là rút lại rồi, rút lại rồi thì bây giờ tôi sẽ làm như sau. Còn anh này nữa, anh này làm gì? Tập hợp các phương án rồi, cả anh tập hợp các phương án này tôi rút luôn lại thành một nhóm. Thầy cô nhìn thấy bây giờ cả cái này này bây giờ thành một nhóm luôn này, đúng không? Đấy, thành một nhóm luôn rồi. Tôi sẽ làm lại nữa. Tôi sẽ bỏ group đi đã. Bỏ group đi, tôi làm lại nhé. Bỏ group đi. Bỏ group đi thì chúng ta nháy phải đây, chúng ăn group thôi. Cho ăn group thôi. Nào, chúng ta ăn group đi. Rồi, bây giờ chúng ta nhóm nó thành một nhé. Cả 5 cái này, 5 đối tượng này thành một này. Group này thành một này. Group thành một nhóm rồi, ok. Chúng ta sẽ điều chỉnh cái nhóm này với cái hiệu ứng tương ứng, đúng không? Đây, tương ứng này, cứ thế trồi lên. Rồi, bây giờ chúng ta đồng bộ thế nào? Đó, chúng ta không thể kéo cái này chạy được, đúng không? Kéo này nó không có đúng. Chúng ta cứ để nguyên này đấy. Là chúng ta bắt đầu này, nháy chuột vào cái gì á, mũi tên group này, đúng không? Nhìn này, nháy chuột ở đây đó, nó có 5 cái đối tượng ở đây. Thế bây giờ chúng ta kéo thôi, chúng ta kéo thôi. Anh tập hợp nha, đúng không? Anh tập hợp này là anh ở dây thứ 7 này, kéo lên đây chẳng sao cả, cứu sinh thì dây thứ 8 lên đây. Ok, đúng không? Mức độ thiệt hại từ 9 đến 10 ở đây có luôn, đảm bảo an toàn ở đây đây có luôn, đảm bảo anh này này cứ kéo thế đây. Rồi cứ thế nó chạy nè, nhìn đây đúng không? Rồi không thấy, có thấy mỗi group mai này thôi nè, nó vẫn giống như hồi nãy rồi, nhưng là tập hợp các nhóm group là thì cô nhìn thấy nó nhiều như vậy, nhưng bản chất nó là một group. Nếu chúng ta thấy cho nó ít đi cũng được, không có sao. Nhiệm vụ thứ nhất là lập kế hoạch phòng chống thiên tai. Lập kế hoạch phòng chống thiên tai và các rủi ro khác trong nhà trường là một tập hợp các phương án hoạt động. Thầy cô thấy không? Vẫn đúng như vậy, vẫn ra y chang này. Giảm tối đa mức độ thiệt hại. Tôi kéo sai cái mức thiệt hại. Mọi người được quyền giáo dục trong những tình huống thiên tai và các rủi ro khác. Đúng không? Hiệu trưởng nhà trường có trách nhiệm chuẩn bị sinh mạng, đảm bảo an toàn cá nhân. Đúng rồi, đây đảm bảo an toàn cá nhân. Đây là kéo sai cái anh này đúng không? Anh này phải xuất hiện sau thì chúng ta lại nhái chuột vào mũi tên này này. Đảm bảo an toàn cá nhân. Đấy, thay cho hai anh này với nhau. Mà chẳng qua là tôi nhìn nhầm được kéo sai này thôi. Đó. Này, học kéo lên trên, sự kiện ở dưới không quan trọng. Đó. Thì này, bây giờ nó đi theo đúng trật tự luôn rồi. Đúng không? Thầy cô nhìn thấy sao mà thầy nhiều dài cái này thế. Nó lấp hết tất cả thứ. Ví dụ tôi có thể tôi rút anh này thành một. Lấp hết anh này thành một. Này, rút một. Này, thì bây giờ nó ngắn lại rồi đúng không? Không có gì nhiều nữa rồi. Ngắn nữa. Này, đúng không? Rút lại thành một nó không có sao. Thì anh này thì sao nó xuất hiện từ đầu. Không gì. Ok. Vậy thì kết thúc thế nào? Thầy cô bảo không. Bây giờ tôi có trường hợp thế này. Một cái khung này á. Lát nữa nó còn ra một cái nữa rồi. Tức là đến cái giây thứ 20 thì cái chỗ này nó mất đi, để dành cho cái khác nó hiện thị ở đây, đúng không nào? Bây giờ ở đây là sẽ mất hết đây ạ. Thế bây giờ đến giây thứ 20 tôi nói đến cái vấn đề là triển khai các phương án hoạt động, lúc nãy là tập hợp đúng không? Bây giờ tôi triển khai, vậy thì cái nhóm này này phải mất đi để gì ạ? Để tôi hiện thị cái triển khai lên. Vậy giả định rằng là
giả định nhé, giả định rằng là nó có đấy, là tôi sẽ làm như sao nào. Thầy cô nhìn này nào, thầy cô nhìn này, chúng ta sẽ kéo về đây cả nhóm đúng không nào, chúng ta sẽ kéo về đây à, chúng ta kéo về đây chứ, nhìn là đừng kéo, nhìn cái anh này nó đang nằm ở đây, đang màu xanh ở đây thì phải đi trúng, đưa con chuột đúng vào đây chứ đừng đưa trên này, hoặc đừng đưa chặt cho chuột khác. Nhiều người cứ đưa vào đây kéo, chúng ta đang xử lý cái nhóm này cơ mà, nhóm màu xanh này cơ mà, tức là cái đối tượng này cơ mà, đối tượng xanh xanh này nè. Đấy, nếu như thầy cô không làm theo đối tượng mà bỏ group đi thì nó cũng vậy thôi. Đúng không nào? Nào nha, ở đây nha, để khi xuất hiện mũi tên hai chiều nhưng không phải chiều này. Chiều này là chúng ta kéo cả cái timeline này đi đấy. Thầy cô nhìn này. Nếu như điều gì xảy ra nếu tôi kéo cái này nó chạy như thế này, nó chạy nhanh đây, tức là nó thừa một cái khoảng này. Điều gì xảy ra thì cô nhìn nha, tư duy một chút xíu, chúng ta cố gắng là tư duy chút xíu để chúng ta làm nó tốt hơn. Đoạn đấy sẽ là đoạn thừa, thừa và nói đến đấy nó không có chuyển slide luôn đấy. Thầy cô nhìn này, Nhiệm vụ thứ nhất là tính hiệu quả và bền vững của nó. đó đến đó cô giáo đây, đây cô giáo không nói nữa, đoạn này là đoạn thừa và nó không chuyển slide. Vì sao? Vì nó phải chờ đến hết slide mới chuyển, hoặc là bạn bấm vào đây Việc chuẩn bị kế hoạch cần bao gồm những hoạt động và hành động cụ thể theo ba khía cạnh cơ bản. đúng không nào. Khía cạnh thứ Đó, nhất liên quan đến việc phòng ngừa thiên tai. ok, hiểu nhá, hiểu 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 giúp tôi cái câu chuyện đó. Ở đây nó thừa mất một đoạn, vậy thì kéo nó về, muốn kéo nó về thì đưa chuột đến xuất hiện mũi tên hai chiều ngang này, đưa vào đây kéo. Nhưng mà tôi đang nói đến câu chuyện là tôi làm cho anh này biến đi đã, để thay thế đó bằng anh khác. Ví dụ phút thứ 20, giây thứ 20 là đến lượt anh khác hiển thị, đúng không? Giây thứ 18 này, đấy khoảng này đi, đến lượt anh khác hiển thị. Vậy thì group này chỉ được phép đến 18. Muốn kéo group thì đưa đến chuột group xuất hiện được mũi tên khác. Mũi tên này vẫn là hai chiều nhưng không có cái dọc đứng, còn đây vẫn là mũi tên hai chiều nhưng có dọc đứng, hai cái khác nhau. Đây, kéo nó về mọi người, được chưa? Khi chúng ta kéo về đây rồi á, nó sẽ mất luôn, đến cái đoạn nó sẽ mất luôn, nó không sẽ tiếp tục đến cuối nữa, nó sẽ nhường cái không gian đó cho đối tượng khác tiếp tục xuất hiện tiếp. Nó hay ở chỗ đó, nó đây Nhiệm vụ thứ nhất là trong những tình huống thiên tai và các rủi ro khác, hiệu trưởng đó, nhận mất được chưa, nhiệm mất vụ chưa, chuẩn mất bị. rồi, bây giờ là hiển thị cái khác thôi, mất rồi đúng không? À, mất rồi thì ở đây á, ở đây mất rồi đúng không, nó đến đây nó mất rồi. À, vậy thầy cô muốn gì ạ? À, tôi muốn là gì, tôi muốn các anh này nó mất một cách hay hơn, có hiệu ứng mất thì chúng ta chọn nó, chúng ta chọn hiệu ứng mất. Ví dụ chọn hiệu ứng mất kiểu zoom này, tăng nó lên, độ cao lên, đúng không? Đây là hiệu ứng mất đi đúng không? Đây hiệu ứng xuất hiện đúng không ạ? Nhóm hiệu ứng xuất hiện, đây nhóm hiệu ứng mất đi rồi. Đây thời gian của nó tăng lên nè, tăng lên để chúng ta nhìn rõ hơn. Đây, ok. Thì nó sẽ gì ạ? Đúng đến cái đó nó mất và nó có hiệu ứng kia nó mất cái phụ vào. Đến đấy ngắt ngay là hết luôn. Nhưng bây giờ mất phải có hiệu ứng cơ. Đó. À, thì cô nhìn nhá. Tai và các rủi ro Đó, khác, thấy chưa? được quyền giáo dục trong những tình huống thiên tai và các rủi ro khác, Đó, nó mất hiệu rất trưởng là nhận đẹp, trường đúng có trách nhiệm chuẩn không? bị. Đúng rồi. Nó kết thúc cũng rất là đẹp. Thế bây giờ, đến kết thúc rồi, đến anh khác xuất hiện thì sao? Không có sao. Anh khác xuất hiện thì nó vẫn vậy. À, ví dụ tôi có một cái khác nó tương tự cái này đi. Tôi copy một cái nữa đi, đúng không? Anh khác xuất hiện đúng không ạ? Anh khác xuất hiện đây. Anh này xuất hiện thì tôi cũng cho bắt đầu xuất hiện từ đây. À, đúng không? Ở đây tôi đây là tập hợp 2. À, đây là 2. Triển khai ví dụ là tôi đang, ví dụ như vậy. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ thấy điều gì? À, đây nha. Đây rồi. À, ở đây là tôi sẽ làm cái này xuất hiện theo cách khác thôi, vẫn như thế. À,
thì đến cái phần 2 nó sẽ xuất hiện đâu, vì tôi đã đến đấy nó mới được bắt đầu, thì cứ thế đến đấy nó xuất hiện và chúng ta không phải làm gì cả, nó khác bên học hỏi là trở lại đấy đó. À, riêng về đồng bộ là chính xác này thì khó lắm đúng không? Hiệu trưởng nhà trường có những tình huống thiên tai và các rủi ro khác. Rồi cái Hiệu này trưởng khác nhà này trường có trách đấy, nhiệm chuẩn đó bị, đúng không? phê Nhìn duyệt đây và cập nhật kế hoạch, xây này dựng kế hoạch phải được thực hiện hàng năm của đấy, nhà trường và đòi triển hỏi khai sự kế tham hoạch đúng gia của không? hiệu trưởng, cán bộ, giáo Đó đúng viên không trong nhà nào? Rất dễ để làm việc đó đúng không? Ok, thì cái câu chuyện ở đây á là chúng ta sẽ biết cách để chúng ta gì à, cái này nó về cốt à, thì cô chú ý là cái này nha, nó phải về cuối, mà nó không muốn cho nó về cuối thì được quá đơn giản, nháy phải vào đây chọn cái sau em, sau anh chị, sau anh chị e thì nó sẽ về cuối luôn, được chưa? Đó quá đơn giản đúng không? Đó, group này rồi chọn xem nào, rồi việc này ở đây nó đúng thế, ở đây nó cũng xuất hiện tuần tự nào, ở đây này cái phần 2 đây này, phần 2 đây này nó xuất hiện tuần tự có sao đâu đó đúng không? Đấy, phần 2 xuất hiện tuần tự nó cũng đây à, chúng ta kéo một group như vậy nhìn nó chồng lên nhau ra đây là do ấy, chứ còn thực tế ra là có ở vị trí này nó chứa hai đối tượng, nhưng mà hai đối tượng đấy được sắp xếp theo kiểu khác rất dễ luôn, vì chúng ta đồng bộ chẳng có gì có. Nào tôi xem cùng chat với thầy cô có cái gì đồng bộ hay hơn không nào, để chọn thời gian xuất hiện hỏi âm thanh không? Có âm thanh đối tượng khác giống nhau, ví dụ âm thanh này nhá, bây giờ tôi chèn một âm thanh khác vào đi được không? Âm thanh này đi rồi đây được không ạ? Tôi chèn vào âm thanh khác nhé, âm thanh thứ hai của tôi ok đây đúng không? Nó đây, nó ở đâu cũng được, nhưng mà tôi muốn là gì ạ? À ở đây bây giờ đây, bây giờ tôi cắt đôi cái hai âm thanh này ra, tôi cắt âm thanh này ra đây nhá, đây là một khoảng này cắt luôn copy đây xong ta cắt luôn đấy, chúng ta lưu lại cho nó ngắn lại đúng không? Đấy chúng ta thấy đây giờ file thứ hai tôi là bắt đầu từ từ đây đây đấy, nó là một đối tượng, ta kéo đi đâu chả được, đến đây nó mới cười, đến đây nó mới khóc. Rồi bây giờ tôi cho nó một file khóc nữa này. Đến cái đoạn này nha, nó sẽ khóc đúng không? Ví dụ file này thì giống ngắn mấy cái file nhạc nền cho nó dài, rồi đến đây nó mới khóc, tôi kéo này không có sao đâu. Rất dễ đúng không? Nào cho này thì cô có câu nào hỏi nữa không nào? Nó dễ lắm, kéo chỉ kéo thôi. Nó dễ rồi đúng không? Rồi ok, rất dễ luôn rồi thầy cô, cái đồng bộ nó dễ vô cùng, nó không có gì đâu. À, vào đây cũng thế, trong 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 gì ạ, trong layer cũng vậy, trong layer thì cô muốn 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 đi ra hoặc như thế nào đó cũng tùy đó, thì là cô cũng kéo về cái này ra trước này, cái này ra trước này, cái này ra sau thì sẽ đến đây lùi lại ha. Rồi anh thứ ba là gì à, cái gì đó à, thứ ba đây là cái gì đó thì tiếp tục cứ như vậy, chúng ta kéo như vậy đúng không? Đây và đây thì cũng lùi ra như vậy à, ví dụ như thế à, thì ở đây thì cô nhìn thấy ở đây nó có ba phần đúng không? Chú ý cho tôi này, ba phần tức là một ba cái nhiệm vụ, hai ba, thế tại sao mà hồi đó tôi lại thiết kế nó ba cái nhiệm vụ có ba cái dòng nữa, thì thiết kế trong một cái slide hay là một cái bên ngoài này, ví dụ ở chỗ này nè, cái chỗ cái phần mà chúng ta thêm vào đây nè, để chúng ta chồng nó lên đây luôn, tại sao còn thiết kế vào các cái layer làm gì cho nó mất công nhỉ? Về bản chất thì ở đây thầy cô thấy rằng là thầy cô nhìn thế này thì cô thấy này,
hiểu hiểu đã tại sao tôi lại làm như vậy, thì tôi muốn làm tương tác thôi, tôi muốn làm như vậy được không, thì cứ xuất hiện đó. Đấy, xuất hiện đúng không, muốn làm tương tác thì tôi làm như thế để khi học sinh nó click vào cái phần đấy nó sẽ đến đến đó luôn, nó không phải ấy nữa, nó quá dễ luôn. Wow. tai và các rủi ro khác. Sinh viên được xếp loại học lực theo điểm theo thang điểm 4 như Đó, ok đến đây nha, cho các tôi bạn nhìn thấy cần đâu lưu nè. ý những hoạt động và hành động cụ thể. Tôi ấn vào một là Bước nó thứ nhảy nhất một, liên ấn quan vào đến ba nó nhảy đến ba, và cuối tôi cùng ấn vào hai thì bước hai cạnh các thứ bạn. hai liên quan đến việc giảm nhẹ thiên tai và các rủi ro khác ở Tôi trường ấn vào học. ba, nó ấn vào Và một này, bước cạnh nói thứ lại nhất cho liên một. quan đến việc phòng ngừa thiên Tôi ấn tai. vào cái hai, bắt đầu Bước cạnh nói thứ từ hai. hai liên quan đến việc giảm nhẹ thiên tai và các rủi ro khác Tôi ở ấn vào trường cái học. một, cái vào cái một Và tôi cuối chưa nghe cùng là rõ, tôi liên muốn quan nghe đến lại cái chuẩn một, tôi bị. ấn vào cái một. Bước cạnh thứ nhất liên quan đến việc phòng ngừa thiên À, tai và các cái rủi một ro hai khác tôi ở nghe rồi, trường rồi tôi học. nghe cái ba. Và cuối cùng là liên quan đến việc chuẩn Dụ bị như những vậy kiến đúng thức không? Ở đây khi tôi nhà cũng bị trường. vậy, anh vậy, tôi muốn nghe cái gì tôi ấn vào đây. Ấn gì thì ấn vào đây. Đúng không? Đúng không? Cái đây là cái tài liệu làm cho Bộ Giáo dục và UNESCO, đây có hai cái tư tưởng đó. Đó, ok. Rất dễ. Nó không gì khó, tương tự vậy phải khác cũng vậy. Phải khác đây thì cô nhìn thấy ở đây nha. Ở đây tôi có hai cái đầu dòng này, nhìn này. Nhưng mà ở đây dữ liệu đâu rồi? Cái vùng này là dữ liệu của vùng này rồi, thông tin vùng này rồi. Thông tin vùng này chính là cái này này. Thế cái thông tin vùng này nó là chính cái layer hàng. Đúng không? À, bây giờ tôi soi lên thì cô sẽ ở ngoài này không có đâu nhé, ở ngoài này không có luôn. Bởi vì sao? Đây là kiểu như là làm để học tương tác cho nó nhanh ấy. Tức là mọi người có thể là thay đổi, tức là tìm kiếm đến cái thông tin mình cần nó nhanh hơn là cứ ngồi chờ cho nó ra, Nhiệm vụ thứ hai, đúng không? thông báo cho cán bộ, viên chức, giáo viên và học sinh. Đúng không? Thế bây giờ đây là chạy hết đến đây, Thông báo không đến được với các thấy phụ cái huynh phần và này gia là đình trong cái cũng đừng làm layer cho các vấn đề nó diễn ra đang ở trên cái lớp của layer ấy. mình. Điều quan trọng là kế hoạch phòng chống thiên Cái tai phần này phải là nêu phần rõ layer ấy. ràng ai là người có thẩm quyền đưa ra thông báo, Đây, những gì ví có dụ nha, thể tôi ấn vào làm đây và thì nó sẽ ra vậy. vai trò của hiệu Bây giờ trưởng tôi là ấn vào đảm bảo đây. rằng các thông báo không đến Ấn được với lại các nhảy vào phụ cái huynh của layer nhà đó. trường thường làm cho các phụ Ấn vào huynh. đây. Vai Cái trò chuyện của hiệu này. trưởng là đảm bảo rằng các hoạt động Đúng không? này Nhưng đều mà được tôi nghiêm muốn túc nghe lại cái đoạn này, và tôi ấn vào người đây. thông báo không đến được với các thành viên của nhà trường thường làm cho các vấn đề Đó, diễn ra mà trầm thấy trọng mình hơn. vậy ha. Điều quan trọng Đó, thì tại sao tôi lại làm như vậy? Rồi, xem nữa là xem còn cái gì nữa thì mình sẽ xem với thầy cô luôn. Nó quá là bình thường ha. Đó. Rồi. Rồi, nó không có gì luôn. Thì cô thấy là năm 2012 thì là tôi đã thiết kế theo táp rồi đúng không nào? Thiết kế theo táp là gì ạ? Là người học người ta nhìn vào đấy người ta tưởng đâu tất cả nằm trên một màn hình luôn. Nhìn nhìn nó giống nhau. Giống thầy cô chơi game ấy. Bản chất nó không có một màn hình luôn. Thì cô chơi bất kỳ game nào nó có rất nhiều slide. Nhưng mà khi thầy cô chơi nó chỉ thấy Nhiệm vụ một cái 7. màn hình duy nhất này. Đây. Ví dụ ở đây nhá, đài tôi nháy vào nhiệm vụ 1 thì sẽ nhảy đến nhiệm vụ 1, nhưng mà vì tôi review một slide nó vậy. Không, tôi đang đóng ở vị trí cấp trường để tôi xem cái nhiệm vụ 7 ở cấp trường về việc lưu trữ hồ sơ như thế nào. Tôi có thể tham khảo từ cấp trường, tôi có thể tham khảo xem được anh cấp phòng với cái nhiệm vụ 7 anh sẽ lưu trữ hồ sơ như thế nào. Thậm chí tôi có thể quan sát được cấp sở họ sẽ lưu trữ hồ sơ này như thế nào, bằng cách là gì, ở vị trí nhiệm vụ số 7 tôi nháy vào cấp phòng, tôi nháy vào cấp sở thì tự khắc nó sẽ đến. Nhưng mà ở đây tôi chỉ view một slide cho nên là nó ở xin khác. Và khi thầy cô nháy vào đây thì nó sẽ cho biết là ở cấp phòng họ sẽ có nhiệm trách nhiệm nghĩa vụ và nhiệm vụ, cái trách nhiệm của họ lưu trữ cái hồ sơ phòng chống thiên tai này như thế này, thì ở đây nó có. À, và xin thưa thầy cô là khi tôi làm cái bài này á là tôi được gọi là bằng khen về sáng tạo trong cái việc mà xây dựng cái học việc tích hợp như thế này, nó chỉ có một.
Đó. Ở đây á, học sinh có thể bấm bất kỳ đến nhiệm vụ nào, ví dụ xem nhiệm vụ 3, nhưng mà có những cái nhiệm đang chúng ta đang ở nhiệm vụ 6, nhưng mà có những công việc liên quan đến nhiệm vụ 3 học, thì người học có thể nhấn chuột vào nhiệm vụ 3 để xem xét lại, không biết là có thầy cô nào đã học cái học liệu này chưa, vì học liệu này là phục vụ cho các thầy cô này về các cái trường tiểu học ấy, đưa hết về trường tiểu học, mà không biết là họ triển khai như thế nào, tôi không biết, mà tôi biết cách làm thôi. Đó. Ok đúng này, thì đấy là cái mà sao chúng ta đồng bộ nó đúng không, đồng bộ nó thực hành ba cái icon ở đây, nó không có giá trị nó nằm đây cho nó vui đâu, mà học sinh có thể click vào đây, click vào đây, click vào đây để đến cái phần này. À, chứ không phải là cũng giống như bài tập, không phải để đây cho nó vui, mà học sinh có thể click chuột vào cái câu 5 để làm, câu 3 để làm, câu 4 để làm, đây. Đây là số câu, còn đây là nội dung câu hỏi, đúng không nào? Vậy đó là cái cách mà hôm nay chúng ta đang học cái đồng bộ, riêng cái phần đồng bộ này quá dễ rồi nha, chú ý cho tôi nha, kéo thả, kéo thả, kéo thả, đây là cái timeline, timeline đâu, timeline đâu, đây đây là được gọi là timeline, tức là hết timeline, còn ở đây được gọi là timeline start, tức là đầu timeline, đây là timeline, tức là cuối cuối cùng. Nếu như tôi kéo cái này đi thì đây nó cứ theo cái dọc này, chứ nó không theo cái này, nó theo cái này cơ, cái này không phải, mà nó theo cái này, nó gọi là timeline đó, thầy cô chú ý như vậy quá dễ luôn khi chúng ta đồng bộ luôn. Rất dễ đúng không? À, thầy cô nào thấy nó đồng bộ rất là dễ nè, đúng không? Rất dễ rồi đúng không? Không có gì khó đúng không? Muốn được như vậy thì dùng trigger, đúng rồi. Muốn tương tác như vậy chúng ta dùng trigger nhé, đấy ta. Âm thanh trên slide không bị lẫn, nó không bị lẫn à? Âm thanh không bị lẫn. Đây thầy cô nhìn thấy file nào trong bất kỳ cái layer nào chúng tôi cũng có âm thanh đúng không? Nhìn này, ở đây âm thanh nè, đúng không? À, được kéo lên chỗ layer này cũng có âm thanh này đúng không? Layer này cũng có âm thanh đúng không? Bây giờ tôi build lên xong có bị lẫn không nha? Nó không có lẫn gì hết. Nháy vào đâu nó không được. Làm sao nó lẫn được? Lẫn làm sao chúng ta thiết kế thế? Đúng không? Nó quá là tiện luôn. Cái layer như vậy đây, layer để sử dụng nó không chỉ là tương tác cái gì đây. Nhiệm vụ thứ 6, điều phối các hoạt động phòng chống thiên tai và các rủi ro khác trong nhà trường. Đúng rồi, chúng ta có việc điều phối, có rất nhiều cách để điều phối hay là các bước để điều phối. Tôi muốn xem bước 3 trước. Tổ chức các buổi huấn luyện, các buổi thực hành cho từng đối Rồi, tượng không, tôi muốn và xem các là buổi bước tập 2 huấn. nó bước 1 nó Đây nói là với nhiệm chị. vụ quan trọng vì cần có người thúc đẩy tất cả các nỗ lực cùng nhau. Hiệu trưởng đóng vai trò quan trọng trong việc giúp họ làm việc với nhau. Tổ chức các buổi huấn luyện, phối hợp các hoạt động này là yếu tố cốt Đây, lõi nháy trong vào công tác 1 quản luôn. lý. Đây là nhiệm vụ quan trọng vì cần có người thúc đẩy tất cả các phối hợp các hoạt động này là yếu tố cốt lõi của Đúng công tác nào, quản lý phòng nó chống có, thiên nó tai. có trùng lên nhau đâu, muốn không trùng lên nhau thì thầy cô chú ý cho tôi, nháy vào cái chỗ này của đây là một layer đúng không, đây là layer chúng ta đang ở layer 2, đây chúng ta đang để ở layer 1, muốn để ở layer nào kệ nè, nháy 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 vào cái phần này nè, phần đầu của nó nè, chỗ vị trí này nè, đó đừng nháy vào đây, nháy vào đây là nó vào cái layer. Đó, nhảy vào đây. Nó xuất hiện cái này. So student vào slide layer property. Được chưa? Chúng ta nhớ cho tôi nháy chuột vào đây. Đây cũng nghĩa là power power timer của cái lớp cơ sở đi. Đấy là cái thứ nhất, tức là ở bên ngoài cái slide ấy, tôi gọi là slide này. Slide này đang nói, nếu như đang nói mà chúng ta nháy vào đây thì ngoài trong phòng lại luôn, nó đứng yên lại, nó không nói nữa, đó là đối với slide ngoài. Còn đối với các layer đồng cấp bên này thì chúng ta có cái này này, có cái này này, nó sẽ ẩn các đối tượng khác ở các layer, trong layer của layer khác. Vậy thì nó không thể gì ạ?
nó không thể anh này đang nói mà anh này đang phát được, đúng không? Đó, đó chúng ta chú ý như vậy, như thế đấy thôi, hết rồi. Tham lai là hết một slide đó, đúng rồi, tham lai là hết một slide. Đây bây giờ đến đây là hết một slide. Nhưng mà nếu mà thầy cô mà cố tình mà kéo dài ra thế này thì nói xong rồi mà chẳng thấy chuyển slide, vì nói đến đây nó đang còn chạy cái đoạn này nữa mà chẳng thấy chuyển. Đó, muốn chuyển tự động thầy cô làm thế nào? Muốn chuyển tự động tức là gì ạ? Không cần nách, không cần nách, nói hết đoạn này, nói hết layer này sẽ tự động chuyển sang layer 2, hết layer 2 chuyển sang layer 3, hết layer 3 nó tự động chuyển sang layer 3. Thì chúng ta sẽ có một cái câu lệnh như sau. Ví dụ tôi muốn, không? À, thầy cô nhìn thấy nha. Hết layer 1 chuyển sang layer 2. Nào nhìn này. Xem nó có chuyển không nha. Layer 1 là số 01 đấy. Nào layer 1 này. Nhiệm vụ thứ 6, Nào. điều phối các hoạt động phòng chống thiên tai và các rủi ro khác trong nhóm Chưa nhiệm chưa vụ. layer nha, bây giờ Đây cũng là vào nhiệm vụ layer 1 quan này. trọng vì cần có người thúc đẩy tất cả các nỗ lực cùng nhau và phối hợp trong tất cả chức giáo viên và học sinh trong nhà trường là một thể thống nhất. Rồi không đi đâu hết, nó không có lệnh nhảy sang layer 2 và đến đây nó chờ mình ấn nốt tiếp theo. Nhưng cái nốt tiếp theo này chú ý là nốt tiếp theo này không dành cho layer mà nó nhảy sang slide khác chứ không phải layer đâu, đúng không? Nốt tiếp theo này là nhảy sang slide khác chứ không phải là nó thay cuốn sách khác, chứ không phải nó lật trang cho chúng ta. Lật trang là ở đây, vậy tôi vừa xóa cái lệnh lúc nãy rồi. Vậy thì muốn tự động anh này chuyển sang anh này thì thiết lập cho tôi một cái lệnh như sau. Nào show layer đúng không? Show layer tức là nhảy đến layer. Layer nào? Layer 2. Khi nào? Khi mà timeline end. Khi mà hết cái timeline của anh nào? Của anh 1. Của anh 1. Show layer 2. Khi hết timeline của anh 1. Tức là khi hết nói xong thì chuyển. Tóm lại như vậy. Nó thấy như vậy nó sẽ tự động nó chuyển. Ở đây cũng vậy, tại sao ở bên ngoài mà tự động nó vào cái layer 1 mình có một cái lệnh. Có một cái lệnh đúng không? Có một cái lệnh là show layer. Đây này. Show layer không. Đây ạ. À. Nó có một cái lệnh đây. Show layer 1 khi hết cái timeline có nhiệm vụ 6. Nhiệm vụ 6 chính là timeline này. Tức là khi nó chạy đến đây thì nó sẽ tự động nó vào cái layer 1. Đó, đó rồi. Và với cái câu lệnh như vậy thì đi đâu cũng chả được. Thì cô muốn đi đâu chả được. Đúng không? Vẫn cứ câu lệnh đấy. Đi đâu cũng được hết rồi. Ok, xong. Nha. Ở phần đồng bộ chúng ta sẽ dừng lại đây. Nó quá ngắn, quá dễ để chúng ta làm. Nếu phần này là toát mồ hôi của bên Brain, thì bên này nó quá dễ nha. Nó không có khó mà chính xác từng vị. Còn bên kia nha, há miệng một hồi mà chưa thấy nói, chưa thấy chữ nó ra, hoặc nói một hồi rồi, hoặc là chữ ra rồi mà chưa thấy nói, lát mới nói, đó, không được rồi. Chúng ta sang phần thứ hai là phần đồng. Bây giờ chúng ta sang phần public. Public nó quá dễ. Hôm nay có một số người đang hỏi, nhưng tôi nghĩ rằng là chúng ta hỏi cho nó vui, cái phần public nó dễ. Thứ nhất, hiện nay, ngày trước, tức là trước ngày 31 tháng 12 năm 2020, khi mà anh Adobe Adobe Presenter Adobe đấy, chúng ta gọi chung là Flash, cơ chế hiển thị Flash đang còn sống, thì tất cả các phần mềm đóng gói trên web nó có hai chế độ. Một là chọn chế độ Flash Flash, hai là chọn chế độ HTML. Ngày đó còn chưa có HTML, chạy chủ yếu chỉ Flash. Cho nên chúng ta thấy là cái trang web bây giờ của chúng ta đang dịch chuyển hết tất cả về HTML, vì cái Adobe có còn đâu, cho nên là những cái ứng dụng nào đang chạy Adobe là chết hết vì nó không hiển thị được, đúng không nào? Các cái phần mềm ở nằm trên các cái trang, ví dụ như là thầy cô nhìn thấy là những cái trang của, kể cả cái trang của Bộ Giáo dục cũng vậy, những cái bài giảng trước đây mà đóng gói dưới dạng Flash chết luôn, không bao giờ hiển thị được nữa. Cho nên là nhưng bây giờ còn một cái duy nhất HTML5 thôi thì nó tự động thôi, đúng không?
Cái đóng gói của nó quá đơn giản. À, đóng gói của nó rất đơn giản đúng không? Rất đơn giản. Nào, chúng ta đây, nháy vào đây. Đó, còn cái phần này hôm trước thầy chuyển thầy nói rất kỹ rồi. Thì thầy cô vui lòng xem lại video của thầy chuyển. Tôi không nhắc lại nữa. Cái video hôm buổi 1, hôm buổi 2 là thầy đã nói rất kỹ cái phần đầu phần này. Video buổi 2 nhé. À, tôi sẽ không nói nữa. Tôi sẽ nói cái phần public. Public. Nhái vào đây thì nó xuất hiện như này. Một là bạn sẽ bắt theo cái chuẩn trên web. Chuẩn nào, nhưng mà thường cái này người ta không hay dùng. Chuẩn trên web là cái dùng cái chuẩn mà một số cái metadata nó bị mất đi, nó chỉ có chủ yếu là hiển thị thôi. Ví dụ bạn public theo cái kiểu nhà video theo chuẩn web thì những cái tương tác nó vẫn có, nhưng cách mà kết nối giữa các metadata, giữa người dùng với hệ thống, giữa học sinh với hệ thống, nó không thể kiểm soát được cái hoạt động học. Nếu như bạn có hệ thống, nó cũng không kiểm soát được cái thời gian học hoặc là việc đúng sai hay phản hồi các kiểu, nó không kiểm soát được cái đó, thì chúng ta chọn web. Còn không thì chúng ta cứ chọn cái chế độ thứ hai, chọn cái chế độ LMS. Web thì cô demo thì được. Người chúng ta đang làm SCOM thì chúng ta nên dùng cái LMS này, hoặc chúng ta có thể là chuyển sang bản Word để chúng ta xem đúng không? Ok, ở đây là cái title của cái bài đó, thì thầy cô cứ đặt cái title, này nó hiển thị ở trong cái bài học luôn đúng không? Ở đây là cái nơi mà nó sẽ chứa cái file mà sau khi mà public. Ok, cái property này á thì ở đây á thầy cô bảo ô nó không có HTML5. Ở Spring thì nó có thêm hai cái chế độ nữa đúng không? Một là gì ạ? À, HTML5 rồi CMI5 mấy đó. Nhưng mà cái CMI5 hiện nay là thế giới cũng chưa dùng đến, chứ đừng nói ở Việt Nam đúng không? Cái này thì tôi đã nghiên cứu cách đây 2 năm rồi, CMI5 tôi đã nghiên cứu cách đây 2 năm và hệ thống thử nghiệm của tôi thì đang làm rồi. Nhưng mà để public ra bên ngoài thì nó còn nhiều vấn đề. Nhiều vấn đề lắm. Cho nên là chưa làm được, chưa ứng dụng vào được. Nó mà ứng dụng vào được thì thôi rồi, rất tuyệt vời, giống như blockchain ấy, ứng dụng vào được rất tuyệt vời. Bạn không thể sửa được cái điểm của bạn nếu như tôi đã nhập vào. Mà nếu làm như thế thì cái mối quan hệ khác nó sẽ mất đi, đúng không? Ngày mai cả ở đây hiệu trưởng bảo đấy cháu tôi đấy thì xem sao hỗ trợ nó tí hoặc là xem lại cái bài đấy xem thế nào, không xem được. Blockchain là như vậy. Nó cấm. Vậy thì chúng ta không đưa vào, chưa, hiện tại chưa đưa vào được đâu. Biết là rất tốt nhưng chưa đưa vào được vì cơ chế chúng ta chưa có. CMI5 cũng là một trường hợp như vậy. Nếu CMI5 vào thì không có ai học trực tuyến cả thì sao? Đúng không? Ok. Vì không có tình cảm trong đó. Tóm lại như vậy. Vậy thì chúng ta cứ ở đây thôi. Đây chất lượng của ấy thì chúng ta cứ giữ nguyên. Và chúng ta có thể thích là chúng ta tăng cái chất lượng lên, chất lượng ảnh tăng lên, chất lượng âm thanh tăng lên, video có thể tăng lên. Chất lượng mà tăng lên thì dung lượng sẽ lớn lên. À, chúng ta cứ để cái chế độ ngon ngon nhất của nó đi, đúng không nào? Rồi tối ưu là của nó đi. Ok, không có sao cả. Đến đây không có gì cả. Ở đây có hai chế độ là một chế độ 1.2 2.4 SCOM, đều SCOM. Ở đây là đây nè, XAPI ở đây. Cái anh Ibring thì còn thêm một cái nhưng mà C5 này nữa. Ở đây là cái LM, đối với LMS thì nó như thế này thì cô có thể chọn. Thôi cứ để cái này thôi. Ở Việt Nam mình cái này là nó vừa nhẹ nhàng vừa an toàn. Đúng không? Xong bắt đầu là chúng ta public thôi. Public ra ngoài. Còn Ibring thì nó có thêm một số cái ở đây á. Thì chúng ta tóm lại ở đây nó gì ta? Nó gọi là gì ạ? Chứng thực. Cái kiểu chứng thực ấy. Chứng thực cái bản quyền ấy. Ở đây tôi mô tả và ở đây xong là sử dụng ID code, xong sau sử dụng lấy cái ID code này để ném sang cái code học các thứ như thôi. Nhưng thầy cô phải có một cái hệ thống thì cô mới 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 mới, mới, sử dụng được cái này. Nhưng không có hệ thống thì thôi, tốt nhất là không nên nhớ nó làm cái gì. Khi nào thầy cô mà cần cái việc ấy là thì tìm hiểu thêm, search cái trên mạng nó có liền ấy đó. Cái này nó báo cáo cái việc qua bài hay không qua bài, hay là bắt buộc phải qua bài hay là không cần qua bài, làm qua cũng được không, tức là cái việc mà muốn học lại hay không học lại cái này cũng không quan trọng luôn. Với tôi là chưa bao giờ làm những cái này, đụng cái là nó chạy ra, nó chẳng có sao cả. À, rồi ok, tôi chỉ vào đây xem cái tên đúng chưa, đúng không, chọn LMS chưa,
Chọn cái này chưa? Ok, bắt lịch. Xong cứ thế nó chạy một hồi nó ra đây, một hồi thì nó ra cái này, nó chứa trong cái này đó, đây nó chứa đây, đây thầy cô nhìn thấy đây rồi. Thì vậy thì ở đây rồi á, thì thầy cô nhìn thấy đây đó, lúc chiều ai sẽ biết public mà lại không có cái này, nhìn cái hát mà tờ mà làm này là gì nào, có đây rồi đó. Còn cái này nó không quan trọng, cái này chỉ là file, còn để chạy nhá, nó chạy cái file này này, để chạy nó chạy cái file này đúng nào. Thì cô cứ đưa, vì là chuẩn Adcom rồi cho nên là cứ đưa vào hệ thống Adcom, nó tự động nó nhận cái file này mà nó chạy luôn, vì nó dò xem trong này nó có những cái file nào, thì nó có cái file này nó chạy luôn à, chứ không cần phải thay cái tên này bằng tên index nữa, khổ lắm. Nó cứ phải anh Bộ Giáo dục là cứ phải phải gõ cho tôi vào chữ index này á, chấm gì đó, chấm HTML5 cái gì đó, nó vô nghĩa. Vì hệ thống nó đã đó là LS thì nó tự động nó dò nó tìm. Cũng giống như thầy cô đưa cái file video lên ạ. File video lên có rất nhiều chuẩn, chuẩn MP4, chuẩn AV, chuẩn OM, MOV các kiểu, nhiều chuẩn lắm, hàng chục cái chuẩn. Thì cứ bắt người ta phải gì ạ? Là cứ phải đặt cái tên vào đấy là index thì nó sao đây, nó tự động nó dò nó tìm chứ, hệ thống nó tự động tìm chứ sao nó phải phải bắt cái này, vô rất là vô lý. Còn mà nếu mà không đưa cái từ index vào đây thì cái bài nó không được nghiệm thu, tôi chẳng hiểu cái tư duy nào nó tự động ấy. Nó sao phải index rồi, ở đây nó có ở đây, ở khi đó chúng ta sẽ click chuột đấy nó chạy nào, đúng không? Chúng ta cùng đến với bài 2, Đó nó chạy xác định ngành nghề và xây dựng ý tưởng kinh doanh. được chưa, đó nó rất là tuyệt Thưa bài vời 2. đó, đó nó không có gì là khó cả, nhớ nha, index hay không index nó không có gì, tự động nó dò nó tìm nó ra này, nó chạy ra. Thầy cô nhìn thấy thấy tôi hàng nghìn bài, gần 2.000 bài chứ không phải là 2 bài hay 10 mấy bài, gần 2.000 bài mà hệ thống chạy phe phe, hiện nay đang chạy cho 10 mấy nghìn sinh viên, cứ chạy như vậy có sao đâu, sao cứ phải thay cái từ index này vào, đúng không? Nó không có ý nghĩa gì cả. Rồi ok, một mẹo nữa khi public, nếu như thầy cô public rồi mà quên mà không đóng gói, cứ không nén thì đừng làm thế này nha, đừng làm thế này, đừng nháy phải vào đây chọn nén thế này mà nó không có nghĩa. Thầy cô hãy làm như sau, vì hệ thống Adcom thầy cô nếu mà muốn đi nộp thầy cô phải làm như sau, nháy vào bên trong này, nháy vào bên trong này, đâu rồi ta, đây nháy vào bên trong phiên bản đầy đủ nhé, Control I này lên, tức là bôi đen toàn bộ những gì nó có bên trong này, nháy phải chọn vào cái đây cái này, cái dòng này SH, nhớ cho tôi phải chọn vào cái zip này. Chọn vào cái zip nha, chọn cái đừng chọn cái ra, đừng phải chọn cái gì thì nó mới nhận chuẩn Adcom nó mới nhận, đúng không? Ở đây nhớ là đừng xóa cái zip này đi, có thể đổi cái tên bài như thế nào nhưng đừng xóa cái zip này đi, mà cũng đừng tự động thêm vào, nó sẽ mặc định rồi. Ok để ấn vào zip, ok này rồi xong, anh Bộ yêu cầu nộp thì nộp cái file này này, để đây đây mang cái file này đi nào. File này mới là đưa lên hệ thống Adcom nó mới chuẩn rồi. Thì nó sẽ tự động bung, khi đưa lên hệ thống Adcom, Adcom nó tự động nó bung cái file này ra, nó thành những cái file này. Xong nó tìm đến cái file mà HTML5 này nó chạy. Còn cái chữ này index cái chữ gì ấy, đánh chữ A xong rồi đánh chữ đứt vào đấy cũng được, chẳng sao, không cần index đánh chữ đứt vào đấy thì hệ thống nó vẫn tìm là nó chạy đúng cái file đứt đó luôn. Chứ không nhất thiết là phải index vào đấy. Nhớ không? Ok, đó là bản chất của LMS. Nó không có gì cả. Đúng không? Làm rất nhiều bài rồi. Ok rồi. À vâng, thì đấy là cái buổi học hôm nay, là chúng ta tôi xem là có một vài ý kiến nào khác không. Hôm đó có chạy không? Thầy gửi riêng file đó có chạy không? Tại sao không chạy? Riêng file nào? File nào? File nào? File nào? Thầy Hoàng Chuyên phải là file nào? Cái file nén hả? Nó nén chạy chứ không chạy.
Thầy yên tâm rằng tôi làm bằng 2.000 bài là 2.000 bài như thế này rồi. Chứ không phải làm một vài bài đâu. Hay là chưa thử đâu, hệ thống, có hệ thống riêng. Phải riêng nó chạy chứ không chạy. Được chưa nào? Có bốn hệ thống nó chạy nữa. Nên LMS, nên đúng là LMS này được. Lên link message là nó chạy à? Còn nếu mà gửi lên file gì ạ, gửi lên một cái web bình thường, web đơn giản bình thường như cái web mà chúng ta thường nhìn thấy bình thường, thì chúng ta phải đưa lên server xong giải nén nó ra, xong lấy cái file ta gọi là file index đấy, xong trỏ cho nó đường link. Bản chất là lấy cái đường link đó, khi người học click vào đường link nó sẽ chạy cái file đó trên server luôn. Nhưng mà hệ thống LMS thì nó hoàn toàn hoạt động khác luôn. Chúng ta up lên tự động nó sắp xếp, nó là như một cái kho thư viện, tự động nó đưa vào các cái khay, nó sắp xếp vào trong kho dữ liệu cho nó, và nó trỏ ra ngoài một cái ID, và ID đó chính là cái mà file chạy đấy, phải gọi file chạy. Và như thế là cứ thế nó chạy thôi. Học hết phần 1 rồi mới học được phần 2, 3 thì không nhảy nội dung thì phải làm khóa nó lại, khóa nó lại đúng không, chúng ta khóa nó lại thôi. Nhưng mà chúng ta thấy là nếu như mà học sinh nó học lần thứ ba thứ tư thì nó lại chán đấy, vì lần một lần hai nó học rồi, đến lần thứ ba nó vào thì phải học lần một, chứ học lần hai học lần ba nữa nó sẽ chán đúng không. Tuy nhiên nếu chúng ta có file LMS, có cái hệ thống LMS thì không sao, anh học lần mấy là nó không biết, lần sau anh vào nó sẽ tự động nó bật lần ba lên đó. Còn nếu mà chạy cái file bình thường không thì nó sẽ gì, ok, nó sẽ bắt buộc chúng ta lại đi lại từ đầu rồi. Đúng chưa nào? Đó thì đó là một trong những cái mà chúng ta làm với chúng ta làm đúng không, nó quá dễ, rất dễ rồi. Ok, public cho đến đồng bộ rất dễ, chắc hôm nay buổi hôm nay sẽ không có vấn đề gì đúng không. Và tôi xin phép được dừng lại đây để chúng ta chuyển sang phần 2. Không chúng ta sẽ muộn mất giờ. Lễ bế giảng rất là quan trọng để ban tổ chức chương trình có cái lời cảm ơn các thầy cô đã tham gia với cộng đồng, và chúng ta cũng cùng nhau để xây dựng và xây đắp cho cộng đồng, mang lại những giá trị cho cộng đồng. Thì bài học hôm nay, bài học cuối cùng, buổi thứ 13 chính thức. Chính thức là buổi thứ 10. Trên 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 chương trình buổi thứ 10, nhưng chúng ta có 3 buổi sinh hoạt chuyên đề nữa. Thì buổi thứ 13 là để gì ạ? Để gì ạ? Để giúp các thầy cô có một cái nhìn tổng quan về học liệu, phần mềm ứng dụng, và cái cách mà chúng ta tương tác với người học như này. Học với Đức Ngô là học cái cách tương tác đó. Nha. Ok, đúng rồi, ok, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Bây giờ tôi sẽ dành riêng cái không gian này cho ban tổ chức, trong đó cô điều phối và cô Nguyễn Thị Kim Dung, một người luôn luôn theo sát chúng ta trong ban điều phối, luôn theo sát chúng ta và hỗ trợ cũng như bàn bạc với chúng tôi rất là nhiều, làm sao để cống hiến không chỉ về không chỉ là về về gì ta, về số lượng, đặc biệt là rất nghĩ đến chất lượng. Thầy cô cũng đã cảm nhận được điều đó. Bây giờ tôi sẽ mời cô Kim Dung vào chưa? Cô Kim Dung ơi. Cô Dung vào rồi thầy ạ, em vừa bật mic ạ. À. Dung bật mic được rồi đấy ạ. Mặc dù là rất bận, cô Kim Dung thì rất là bận luôn. Mà hôm nay chắc là cô chắc là thở không ra hơi rồi đúng không ạ? Rồi xin mời cô, xin nhường lại không gian cho cô ạ. Vâng, em cảm ơn thầy ạ. Chào tất cả các thầy cô ạ. Chào thầy và các thầy cô giáo trong ban điều phối, ban phụ trách ạ. Có thể nói là một cái thời gian dài chúng ta cũng đã đi cùng với nhau trong suốt những tháng vừa qua. Và kính thưa các thầy cô, mùa hè của chúng ta cũng đang dần khép lại và chuẩn bị bước sang một mùa thu mới để chuẩn bị cho năm học 2022-2023. Và ngày hôm nay, những cái ngày tháng cuối cùng của tháng 7 cũng kết thúc hành trình khóa 2, khóa học e-learning cơ bản trên Storyline 3 do thầy Ngô Đức và các cộng sự tổ chức trong cái dự án vì cộng đồng
thiết kế bài giảng e-learning tương tác. Khóa học của chúng ta được khai giảng từ ngày 25 tháng 6 năm 2022 và dự kiến kết thúc vào ngày 20 tháng 7. Song do cái tình yêu và niềm đam mê với công nghệ thông tin cho nên đã kéo dài. Đến hôm nay, như thầy Đức đã nói, chúng ta đã tròn 13 buổi, 10 buổi chính thức và 3 buổi chuyên đề. Và giờ này chúng ta cùng có mặt trong phòng Zoom để tổng kết lại cái chặng đường chúng ta đã đi hơn 2 tháng vừa qua. Về dự lễ bế giảng ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu thầy Ngô Đức, chuyên gia về thiết kế giảng dạy e-learning tại Trung tâm Đào tạo trực tuyến Đại học Mở Hà Nội, là người sáng lập dự án. Cùng với các thầy cô trong ban điều phối, các thầy cô giáo phụ trách và hỗ trợ kỹ thuật của các lớp học ở các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông trong cả nước. Và chúng ta cùng chào đón các thành viên là học viên có mặt trong buổi lễ bế giảng ngày hôm nay ạ. Và mở đầu chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cô giáo Nguyễn Duyên trong ban điều phối sẽ tổng kết quá trình hoạt động của khóa 2 dự án trong thời gian vừa qua. Xin trân trọng mời cô Duyên ạ. Alo, em nói thầy cô nghe rõ không ạ? Vâng ạ, bây giờ em dùng điện thoại. Kính thưa thầy giáo Ngô Đức cùng tất cả các thầy cô trong dự án. Như vậy thì chúng ta đã đi qua được 8 tuần của dự án. Và sau đây tôi xin đại diện ban điều phối tổng kết lại một số nét chính trong khóa học. Thì như thầy cô cũng biết, dự án phi cộng đồng e-learning thiết kế bài giảng trên Slide đợt 1 được ra đời với mong muốn của thầy Ngô Đức và đội ngũ cộng sự đóng góp phần nhỏ bé của mình để giúp cho giáo viên Việt Nam tự tin hơn trong thiết kế và trong giảng dạy. Và ở khóa 1 thì chúng ta đã có 11 tuần liên tiếp với 11 buổi chính và 17 buổi phụ trợ kỹ thuật. Tiếp nối thành công của dự án ở khóa 1 thì chúng ta ở khóa 2 đã có 10 buổi chính và 3 buổi hỗ trợ kỹ thuật cho các thầy cô. Có những thầy cô thì lần đầu làm quen với Storyline và có những thầy cô thì đã biết về Storyline, nhưng được thầy Ngô Đức và dự án hướng dẫn một cách rất là riêng, rất là mới và rất là sáng tạo. Chính vì vậy đã tạo ra được một cộng đồng học tập có nhiều ý tưởng được thực hiện và nhiều khó khăn trong kỹ thuật được xây dựng bài giảng thầy cô đã được tháo gỡ, từ đó đã tạo nên cái niềm đam mê trong chuyên môn và tạo nhiều hứng thú ở trong cái việc thiết kế bài dạy. Về cái đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi là những cái thầy cô giáo đã có nhiều kinh nghiệm trong thiết kế bài giảng và hỗ trợ rất nhiều cho các thầy cô giáo là học viên không quản thời gian ngày đêm để Storyline trở nên gần gũi và có sự thuyết phục trong mỗi buổi học. Chất lượng đến từ sự nghiêm túc, đó chính là kinh chỉ nam của dự án. Nghiêm túc ở đây là trong cách làm, cách nghĩ, cách trao đi và trong mối quan hệ tình thân đồng nghiệp. Vì vậy, khóa 1 và khóa 2 của dự án đã có được thành công nhất định. Chúng ta đã cho đi những gì tốt đẹp và có giá trị với cộng đồng, để rồi được nhận lại niềm hạnh phúc, vô bờ và những nụ cười, những dòng comment yêu thương. Tôi là một thành viên trong ban điều phối và là người truyền thông, thì thường xuyên cũng đọc những cái comment của thầy cô. Bản thân tôi cũng cảm thấy rất là xúc động. Và sau đây tôi cũng xin chia sẻ lại một vài cái comment của thầy cô dành cho thầy Đức và dự án để thầy cô hiểu hơn. Thầy Đức là người thầy có tâm nhất đấy ạ. Thầy dạy đúng kiểu để mọi người cùng tiến bộ, chứ không như một số thầy cô dạy vì tiền. Em vô cùng kính trọng thầy. Hay là dạ thưa thầy, em ở Củ Chi và em mong lớp không dừng lại để chúng em được tiếp tục học thêm với thầy cô nữa, để em trở thành hòn đá kinh học mà không trở về hạt bụi kinh học ạ. Em cảm ơn tất cả thầy cô hơn một tháng qua hướng dẫn em, cho em không sợ ông ba bị kinh học nữa. Và em cảm ơn thầy Đức, thầy Tiễn, thầy Tuấn, cô Nga, cô Duyên, cô Dung rất nhiều. Mong rằng thầy cô có dịp đi vào Củ Chi để cả nhà em. Như vậy qua cái comment này thì chúng ta thấy mặc dù là không chưa gặp nhau lần nào, nhưng hy vọng rằng sau thời gian nào để mà có dịp gặp nhau thì chúng ta cũng xem nhau như là người một nhà. Hay là comment của một cô giáo: cảm ơn thầy, buổi học rất là hay và ý nghĩa. Chúng em sẽ có nhiều ý tưởng trong dạy học từ những kiến thức mà thầy đã truyền đạt trong dự án này. Tất cả vì các con em học sinh.
Một lần nữa cảm ơn các thầy cô trong dự án. Mong sẽ có nhiều dự án ý nghĩa để giáo viên chúng em được học tập, trao đổi chuyên môn. Rồi nhà trường mà tổ chức được những buổi học như thế này thì chắc là khó lắm ạ. Mình cố gắng tiếp cận trong khi mù tiếng Anh và gần như mù công nghệ. Cảm ơn thầy Đức và đã truyền năng lượng, cảm hứng và nhiệt huyết nghề giáo để mình cố gắng đi đến cùng. Đôi khi thấy khó khăn, muốn bỏ cuộc nhưng ngẫm nghĩ lại thấy hổ thẹn. Vì trong cuộc đời này có những con người chỉ biết cho đi, không vụ lời, không toan tính, chỉ biết vì cộng đồng mà không quản công việc bốn bề, không nề hà, ngay cả khi đau bệnh, ngay cả khi gia đình có việc, tuy buồn vẫn gắng sức để giúp đồng nghiệp tiếp cận cái mới, cái hay của thời đại công nghệ. Mình thực sự xúc động trước nhiệt huyết của thầy Đức và các bạn trong ban điều phối khi tham gia các buổi trong khóa học, tự hứa về bản thân sẽ đi đến cùng. Cảm ơn rất nhiều. Như vậy những lời chia sẻ của các thầy cô dành cho thầy Ngô Đức, đó chính là những lời tri ân tốt đẹp nhất đối với người thầy. Cảm thân tin dài suốt từ tháng 3 cho đến nay và đã lan tỏa những cái giá trị tốt đẹp cho hàng nghìn giáo viên trong cả nước. Xin được cảm ơn thầy và cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Hy vọng rằng chúng ta tiếp tục lan tỏa dự án miễn phí vì cộng đồng của chúng tôi để thắp lên ngọn lửa đam mê cho nhiều thầy cô giáo khác. Một lần nữa, tôi xin thay mặt ban tổ chức xin chúc mừng các thầy cô đã hoàn thành khóa học và đã có nhiều trải nghiệm trong khóa học vừa qua. Chúng tôi chân thành cảm ơn những ý kiến đóng góp của các thầy cô và có kế hoạch cho dự án tiếp theo. Khi có thông tin cụ thể thì chúng tôi sẽ thông báo đến các thầy cô và cảm ơn các thầy cô đã cùng chúng tôi hoàn thành kế hoạch của dự án giai đoạn 2. Và hy vọng rằng các thầy cô sẽ tiếp tục có những thành công khi tham gia khóa học nâng cao của thầy. Và tiếp theo, chúng tôi cũng chờ đợi những comment, những cảm xúc, những chia sẻ của thầy cô để tiếp thêm năng lượng cho thầy và cho dự án của chúng tôi trong tương lai. Xin trân trọng cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, xin cảm ơn cô Duyên đã thay mặt cho ban điều phối tổng kết lại. Thời gian vừa qua, chúng ta đã cùng nhau đi một chặng đường của khóa 2 và có thể nói rằng đó là những ngày rất là đáng nhớ. Một mùa hè của chúng ta rất có ý nghĩa như nhiều các thầy cô giáo cũng đã nói trong những cái lời comment của các cái buổi tương tác với ban điều phối và với các thầy cô của dự án. Và không chỉ là những lời comment ở trên Facebook hay là những lời nhắn gửi ở Zalo mà hôm nay chúng ta có mặt tại đây có thể chia sẻ với nhau bằng những cái tâm sự, bằng những cái suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình sau khi kết thúc khóa học. Và xin mời các thầy cô ạ. Các thầy cô có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình ạ. Các thầy cô hãy giơ tay để có thể nói lên được những cái tình cảm của mình với thầy Đức, với dự án và với những ngày qua chúng ta đã cố gắng như thế nào. Xin mời các thầy cô ạ. Trong buổi bế giảng ngày hôm nay, chúng tôi không chỉ định một thầy cô giáo nào mà rất muốn lắng nghe ý kiến của các thầy cô từ các lớp học. Và trong khóa học của chúng ta không chỉ có các thầy cô mới học lần đầu tiên tiếp xúc với Storyline mà còn có những thầy cô giáo cũng đã làm quen từ khóa 1. Và xin mong muốn các thầy cô hãy chia sẻ để cho cộng đồng của chúng ta sẽ lan tỏa nhiều hơn những giá trị tốt đẹp ngày hôm nay. Xin mời các thầy cô giáo là học viên ạ. Trong phòng Zoom của chúng ta hiện nay đang có 185 thầy cô. Vâng, chúng tôi muốn lắng nghe các thầy cô nói ạ. Tôi đã đọc rất nhiều các comment. Cô Hà Thị Nhiên, thầy Thái Sơn. Cũng cảm ơn thầy Ngô Đức và các thầy cô trong ban điều phối, các thầy cô hỗ trợ kỹ thuật. Và cô Hà Thị Nhiên, cô Lê Ánh Nga, cô Đỗ Thị Thanh Loan, cô Quỳnh Trang, những lời chia sẻ rất là ý nghĩa, nhưng chúng tôi muốn nghe các thầy cô nói để chúng ta gần gũi nhau hơn ạ và lan tỏa những yêu thương nhiều hơn ạ. Các thầy cô cứ mạnh dạn giơ tay phát biểu đi ạ. Vâng. Cô Kim Dung, cảm ơn các thầy cô. Thực ra thì cho tôi phép nói một chút xíu. Lúc giờ nghe những dòng comment của cô Duyên, cô chắc cô Trích ở trên trên fanpage, trên nhóm Zalo. Ra thì phải nói rằng là với tôi thì
ở ngoài luôn luôn đau đáu một điều rằng là mang một cái điều gì đó tốt nhất cho đến với các thầy cô, đặc biệt là các thầy cô mà ít có điều kiện về vật chất và tinh thần luôn. Và cái thứ hai nữa là ban điều phối cũng như là các thầy cô trong ban kỹ thuật cũng như là bản thân tôi cũng mong muốn là mang cái chất lượng nhất đến các thầy cô. Thì thông qua các cái buổi học thầy cô đã cảm nhận cái vấn đề đó, là chúng tôi cố gắng làm sao đó, tại vì thầy cô chưa tiếp nhận được nữa cho nên chúng tôi sẽ khó để có thể triển khai tiếp được. Nhưng mà thú thật với cô cũng trao đổi với các thầy cô cũng như là trong ban tổ chức của ban tổ chức của các thầy cô tham gia học, là những sản phẩm của các thầy cô phải nói rằng là rất sáng tạo. Tôi phải đánh giá là rất sáng tạo. Có thể thầy cô có những lúc tôi tưởng tượng thầy cô đã học ở đâu đó rồi mới quay về đây. Đấy, ví dụ như vậy, nên rất là sáng tạo và thầy cô sẽ nắm bắt kỹ thuật rất là nhanh. À, thậm chí là có hôm dạy xong rồi thì báo cáo với cô Dung là thầy dạy xong rồi mà đến 11 giờ là có thầy cô khác nộp sản phẩm rồi. 11 rưỡi là có thầy cô khác nộp sản phẩm rồi. Và như vậy là thầy cô rất sáng tạo, nắm bắt rất là nhanh. Thì hôm nay cũng có rất nhiều các thầy cô thì tôi xin được không chỉ định ai cả, thầy cô cứ giơ tay thì cô phát biểu vì mong muốn là xem là cái tâm tư tình cảm cái mà thầy cô dành cho dự án cũng như chúng tôi dành cái tình cảm của chúng tôi dành cho thầy cô như thế nào, thì mong muốn thầy cô giơ tay để chúng ta cùng trao đổi cùng nói những cái tình cảm thôi để sao để chúng ta có được. Vâng ạ, hiện nay tôi đã thấy có ba cánh tay ra lên, xin mời cô Kim Dung ạ. Vâng ạ, vâng, cảm ơn các thầy cô giáo. Chúng ta đôi khi lại ngại nói ra những cái điều chúng ta nghĩ, đúng không ạ? Thế và đến bây giờ tôi đã thấy có các thầy cô đã giơ tay và xin mời cô giáo Thủy Nguyên ạ. Cô sẽ chia sẻ những cái suy nghĩ của mình với thầy Ngô Đức và với những cái ngày qua chúng ta đã cùng với hành trình của khóa 2 ạ. Xin mời cô. Vâng ạ, em xin chào tất cả các thầy cô ạ. Chào thầy Đức và các thầy cô trong ban kỹ thuật cũng như là các thầy cô giáo ở trong dự án đã tham gia dự án lần thứ hai này. Nói thật với các thầy cô là em thì tham gia từ dự án thứ nhất nhưng mà là không tham gia được hết ạ. Bởi vì là cái đợt cuối năm thì là em ở Hà Nội thì bắt đầu các con đi học lại ạ, vì công việc rất là bận. Cho nên là em chỉ tham gia được đến khoảng buổi thứ 5 hoặc thứ 6 gì đó. Những buổi sau thì em chỉ xem lại video, và khi xem lại video thì em cũng nắm được một số kỹ thuật cơ bản. Và rất là mừng khi mà các thầy cô lại nói là tổ chức một dự án thứ hai ạ. Thì em đã phải sắp xếp công việc gia đình, thậm chí là không cả về quê cho các con, không cả đi nghỉ mát ạ. Chỉ để ở nhà để nghe các thầy vào thứ bảy và thứ tư để nghe các thầy cô giảng ạ. Vì em sợ lắm, sợ bỏ lỡ một buổi thì em cảm giác như em bỏ đi một cái gì nó rất là đáng tiếc. Cái kỹ thuật của các thầy cô quá là, nó rất là vi diệu. Em làm quen với nó em cảm thấy storyline nó rất là vi diệu. Nó rất là, tức là nó làm cho mình, đầu óc mình nó mở mang ra rất là nhiều. Không chỉ là về kỹ thuật để làm bài giảng e-learning, mà thầy còn dạy bọn em về thiết kế, dạy bọn em để làm thế nào để tương tác, để thu hút được học sinh. Em, đối với em thì học cái này không phải là để sau này mình có một sản phẩm để đi nộp, để được giảng, hay là để khoe với bạn bè, mà em, đối với bản thân em luôn luôn tâm niệm là học để tất cả vì các con học sinh. Và em cũng đã làm được một số những cái trò chơi rất là nhỏ, mặc dù nó cũng không nó chưa đẹp hoặc là chưa giỏi, nhưng mà đã làm được một những cái trò chơi và cho các con tham gia, các con rất là hào hứng. Đấy là cái mong muốn và là cái mục đích của em khi tham gia cái lớp của các thầy các cô ạ. Và đúng như là cái mà các thầy các cô đã nói, đấy chính là cho đi là còn mãi. Lúc đầu trước đây thì em cũng biết một vài những cái kỹ thuật rất là nhỏ thôi, nhưng mà em thường chỉ làm cho lớp của em. Nhưng mà khi mà học thầy và nghe các thầy cô chia sẻ thì em cũng đã rất là mạnh dạn chia sẻ với giáo viên ở trong trường, và các thầy cô cũng rất là hào hứng. Một số thầy cô cũng đã tham gia lớp của các thầy. Và trong đợt vừa rồi là thi thiết kế thiết bị đọc số ấy, thì em qua đây em cũng gửi lời cảm ơn thầy Triển. Em cũng tự làm, nhưng mà có đến lúc mà có một cái khó khăn ấy, thì em có liên hệ với thầy Triển
Và thầy chuyển không phải giống như những em không không thấy giống như một số thầy cô trước mà đã em đã từng tham gia học. Ví dụ hỏi thầy thì không bao thầy nói luôn đâu ạ. Thầy bảo cô thử tư duy đi. Thì em cũng cứ nói ra cái ý của mình, thầy bảo gần đúng rồi. Sau đó thầy mới hướng dẫn. Đấy, cái đấy thì là thầy đã kích thích bọn em phải tư duy. Cũng giống như thầy Đức dạy ạ. Thầy Đức cũng bảo chúng em là chỉ dạy đến đây thôi, sau đó về nhà các cô. Cái buổi hôm trước học về kéo thải, thầy bảo tôi chỉ dạy đến đây thôi, các cô về thử nghĩ tiếp là bài tập về nhà. Em rất thích cái cách dạy của các thầy. Các thầy không những là dạy cho bọn em kỹ thuật mà các thầy còn truyền cảm hứng cho chúng em, cho tất cả giáo viên chúng em. Và em hy vọng rằng cái dự án số 2 này nó kết thúc bế giảng ngày hôm nay, nhưng một vài tuần nữa hoặc một vài ngày nữa biết đâu lại có một cái dự án lần thứ 3 để chúng em tiếp tục tham gia. Em xin chân thành một lần nữa cảm ơn thầy Đức, cảm ơn cô Dung, cảm ơn cô Duyên, cảm ơn thầy Triển, cảm ơn cô Nga, cảm ơn tất cả các thầy cô trong ban điều phối, và chúc các thầy cô lúc nào cũng thật nhiều sức khỏe để tiếp tục có những cái dự án cộng đồng dành cho giáo viên chúng em ạ. Và nói thật là để các trường ấy mà có kinh phí để tổ chức những cái buổi mà để bọn em được học công nghệ thông tin này thì thực sự là rất là khó, vì trường công lập thì cái nguồn kinh phí nó không có, và thứ hai là cũng ít hiệu trưởng nào, thường là em thấy là ít hiệu trưởng nào họ dám mạnh dạn để làm đó ạ. Cho nên một lần nữa xin cảm ơn tất cả các thầy cô ạ. Em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn cô giáo. Cô giáo có thể giới thiệu về mình một chút được không ạ? Cô giáo đến từ trường nào? Vâng ạ. Em tên là Nguyễn Thị Phương Thúy, em là giáo viên trường tiểu học Phúc Diễn ở quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội ạ. Vâng, cảm ơn cô giáo ạ. Nói là những cái suy nghĩ của cô giáo cũng là cái tình cảm chung của rất nhiều các thầy cô, và tôi cũng hy vọng rằng là trong các cái khóa tới cô giáo sẽ có nhiều những cái đóng góp hơn, nếu như chúng tôi có những cái khóa để giúp cho các học viên mới, cô giáo có thể hỗ trợ tiếp ạ. Vâng, xin cảm ơn. Tiếp theo tôi xin mời chia sẻ của cô Dương Bình ạ. Xin mời cô Dương Bình và cô giới thiệu về mình để cho lớp học của chúng ta cùng biết ạ. Vâng, em xin chào các thầy cô ạ. Em tên là Dương Thị Thanh Bình, em dạy ở trường tiểu học Kiến Thành của thị xã Kinh Môn, Hải Dương. Và em thì đến với lớp học của mình thì muộn hơn một chút, thì khi mà em được biết ấy, thì là khóa học của chúng ta là đã tổ chức được đến buổi thứ tư rồi. Thế thì em cũng rất là băn khoăn và không biết là mình có theo kịp được không. Tuy nhiên ấy thì em đã xem lại những cái bài học trước mà các thầy cô gửi lên trên Facebook ấy, thì em thấy là các cái bài giảng rất là chi tiết, và thậm chí như là người như em chưa từng tiếp xúc lần nào đọc và nghe thì cũng thấy là mình rất là hiểu bài. Và trong đó thì trong cái quá trình mà em học ấy thì em lại thấy là các thầy cô ở trong ban điều phối cũng như là thầy Ngô Đức thì tham gia giảng dạy thì rất là dễ hiểu này, và đồng thời nữa là ở cho chúng em rất nhiều những lời khuyên khi mà chúng em có những khó khăn trong quá trình học tập. Và nhờ đó thì chúng em cảm thấy là mình cũng có một cái đam mê nào đó đối với cái môn tin học, và từ đó thì em là mày mò rất là nhiều để có thể là làm được theo cái mong muốn của mình. Ấy cũng có nhiều bài thì nhiều khi nó là thầy chưa kịp dạy đến những nội dung đấy, nhưng mà em thấy là thích quá nên là cứ ngồi mình tự mày mò mình tìm hiểu. Có khi là xin thưa các thầy cô là em thức đến 12 giờ đêm đấy để em tự làm. Ui, em thấy rất là vui mà khi mà cái sản phẩm của mình được hoàn thành đấy, và em thấy là như thế là mình đã được truyền lửa rất là nhiều, và em cũng đã mang những sản phẩm nhỏ nhỏ của mình thôi và chia sẻ cho các thầy cô trong trường cũng như là cho các học trò của mình làm bài thử, và các em ấy rất là hào hứng. Thế đấy là một cái niềm vui vô cùng to lớn đối với em. Em thì qua lễ bế giảng này thì em không biết nói gì hơn, em vô cùng biết ơn các thầy cô trong ban điều phối, các thầy cô hỗ trợ đã truyền cảm hứng và giúp đỡ cho em rất nhiều trong cái quá trình mà chúng em học tập. Đấy, để cho chúng em có được những kiến thức rất là hay, rất là bổ ích, và chúng em sẽ kính mong mong là được các thầy cô chỉ bảo nhiều hơn trong những dự án tiếp theo. Và qua đây cũng xin kính chúc các thầy cô nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Và em xin chân thành cảm ơn. Vâng, cảm ơn cô giáo ạ. Tôi cũng đã thấy nhiều đêm các thầy cô giáo cũng trao đổi trong nhóm Zalo. Mặc dù muộn rồi, thế nhưng mà vẫn nộp bài
và có những cái thắc mắc, có những cái câu hỏi. Nhưng thầy Đức và các thầy cô giáo trong đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật cũng rất là nhiệt tình để hỗ trợ cho các thầy cô. Và cái niềm vui đó hôm nay không phải chỉ của cô giáo mà của tất cả chúng ta. Một lần nữa xin cảm ơn cô giáo. Tiếp theo tôi xin mời cô giáo Hiền Mạc ạ. Cô có thể giới thiệu về mình và chia sẻ với các thầy cô ạ những cái suy nghĩ của mình trong cái thời gian mà tham gia dự án. Vâng, cô Hiền Mạc có đây không ạ? Em xin chào thầy Đức ạ, chào các thầy cô trong ban điều phối và em chào tất cả các thầy cô ạ. Em tên là Mạc Thị Hiền ạ, em sinh năm 1976, em quê ở Mỹ Hà, Lạng Giang, Bắc Giang ạ. Em rất vui khi mà được biết đến dự án của thầy. Tuy nhiên là em cũng biết đến dự án hơn muộn ạ. Lúc mà em vào học thì là dự án đã học được 4 buổi rồi ạ. Thế mà em cũng đã chia sẻ cho đồng nghiệp và cũng có một số thầy cô đã tham gia. Tuy nhiên là một số thầy cô là cũng bận nên là cũng không tiếp tục tham gia được. Nhưng mà em, đối với em thì em thấy là đây là một dự án hết sức có ý nghĩa đối với em. Nên là em đã vừa tham gia và cũng đã thực hành. Và em vô cùng biết ơn các thầy cô giúp đỡ em, nhất là thầy Triển, cô Nga và một số thầy cô khác nữa. Và đối với thầy Đức thì đúng là một thầy giáo mẫu mực. Em được biết đến một số thầy, tuy nhiên là đối với các khóa học thì khi mà em cũng vào thì em thấy là hầu như là các thầy là sẽ chỉ dạy qua loa một số những cái kiến thức bên ngoài. Còn là sau đó thì các thầy sẽ cho chúng em là sẽ học qua những lớp mà nâng cao và có thu phí. Và em thì đối với Storyline là một phần mềm vô cùng mới mẻ. Và khi mà em vào học thì là em đã bắt đầu cài đặt này. Rồi rất là may khi mà được thầy Triển giúp đỡ. Và thầy đã hướng dẫn em cách cài và cách làm. Và đến bây giờ thì em cảm thấy là cái này là một cái phần mềm hết sức có ý nghĩa đối với giáo viên, cái khả năng tương tác rất là cao ạ. Và em cũng mong muốn là sẽ được học thêm những cái dự án của thầy để em biết thêm nhiều kiến thức hơn nữa. Em xin cảm ơn thầy và các thầy cô ạ. Vâng. Vâng ạ, cảm ơn cô giáo. Chúng ta không chỉ có những cái buổi học để có thể thực hiện được những cái ý tưởng của mình trong chuyên môn, mà các thầy cô giáo còn có cái sự lan tỏa đến các đồng nghiệp ở trường và thấy được những cái niềm vui, những cái thành công qua những cái bài tập nho nhỏ trong quá trình tương tác với học sinh và hướng dẫn học sinh. Rất là cảm ơn các thầy cô đã có những cái cảm nghĩ và những cái cảm nhận rất là tích cực khi mà tham gia dự án của chúng tôi. Tôi xin mời cô giáo Hà Thị Nhiên. Cô giáo có thể giới thiệu về mình để chia sẻ thêm với cộng đồng của chúng ta. Xin mời cô. Vâng ạ, em xin chào thầy Đức ạ. Em chào tất cả các thầy cô ạ. Các thầy cô nghe rõ em nói không ạ? Vâng ạ. Vâng, em xin giới thiệu, em là Hà Thị Nhiên. Em sinh năm 1977, quê ở Chí Linh, Hải Dương ạ. Và em là giáo viên dạy bộ môn ngữ văn. Thì năm vừa rồi là em dạy chương trình ngữ văn lớp 6, chương trình giáo dục phổ thông 2018 ấy, thì em cũng rất là may mắn được biết đến cái dự án này qua cô Phạm Thủy. Và trong cái quá trình mà theo học dự án thì em nhận được rất là nhiều cái giá trị. Ngoài cái kỹ năng sử dụng cái phần mềm Storyline thì cái điều mà em cảm thấy rất là quý giá và em vỡ ra rất nhiều đó là cái phương pháp dạy học theo cái phương pháp dạy học tích cực ấy, mà thầy đã gợi ra trong các cái bài giảng của thầy ấy, thì giúp cho em là vỡ ra rất là nhiều điều về cái tư duy thiết kế bài giảng đấy. Thì đấy là em thấy là cái điều mà rất là giá trị đối với một cái giáo viên như em trong cái thời điểm hiện nay. Và qua cái khóa học này thì đã thầy và các thầy cô trong ban điều phối đã cho em một cái mùa hè vô cùng là ý nghĩa. Và nhân cái buổi này hôm nay thì em muốn xuất hiện trên màn hình để em nói với thầy Đức và các thầy cô, đó là một cái lời biết ơn, vô cùng biết ơn đối với lại thầy Đức và các thầy cô trong ban điều phối. Và em xin kính chúc thầy cùng các thầy cô trong ban điều phối là dồi dào sức khỏe để tiếp tục truyền cái ngọn lửa đam mê đến các thầy cô trong cả nước ạ. Và em xin kết thúc ý kiến ở đây ạ. Xin cảm ơn các thầy cô ạ.
Vâng, cảm ơn cô giáo. Rất nhiều cô giáo thuộc thế hệ 7X nhưng mà không thua kém gì các thầy cô giáo trẻ đúng không ạ? Rất là tích cực trong cái việc mà thiết kế các cái bài giảng e-learning và ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình giảng dạy. Và cảm ơn cô giáo Ngữ Văn, cô giáo Hà Thị Nhiên. Và tôi xin mời một cô giáo nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe ý kiến của cô Nguyễn Thanh, một trong những học viên cũng rất là tích cực của khóa 2. Xin mời cô ạ. Vâng, tôi xin nhờ bộ phận kỹ thuật có thể bật mic giúp cho cô Thanh ạ. Vâng, em xin chào thầy giáo và chào ban điều phối. Em xin chào tất cả các thầy cô giáo trong cả nước. Em là Nguyễn Thị Thanh, giáo viên trường trung học cơ sở Hoàng Văn Thụ, thành phố Nam Định. Em may mắn và hạnh phúc khi được mùa hè này đã được biết tới dự án của thầy Đức và em đã được lĩnh hội rất là nhiều điều ý nghĩa ngoài về chuyên môn. Cũng như là cái phương pháp dạy học ạ. Có nghĩa là em thấy và đặc biệt đó là cái sự ấm áp trong cái ngôi nhà chung của chúng ta. Có những cái buổi mà rất là khuya nhưng mà các thầy các cô vẫn nhiệt tình coi như là hỗ trợ cho anh chị em trong nhóm để có thể hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của mình cũng như là có thêm được những cái kiến thức mới. Và cái đấy là cái mà em cảm nhận được nhiều rõ nhất. Đó là cái sự yêu thương, cái tình cảm cũng như là của mọi người mà cái mọi người mà cho đi không như là cho đi bằng tất cả cái tấm lòng của mình và muốn rằng là tất cả các thầy cô ai cũng có thể theo đuổi được cái công việc của mình cũng như là giống như có một buổi mà thầy nói là không để cho thầy cô giáo nào bỏ lại phía sau là cái đợt mà thi trung học phổ thông ấy thế là đã dừng lại một buổi để mà dừng lại một buổi để cho các thầy các cô có thể coi như là làm công việc chuyên môn xong để tiếp tục học. Đấy là những cái lần mà bọn em rất là ấn tượng. Rồi những đợt thầy ốm hoặc là như hôm sinh nhật thầy Triển thì thầy vẫn lên lớp để cùng với lại tất cả các anh chị em để có thể truyền đạt được cái kiến thức cho anh chị em. Rồi có những cái ngày rất là khuya các thầy các cô vẫn chăm chút trên các cái hội nhóm để làm sao cho tất cả các anh chị em có thể giải quyết được những cái thắc mắc của chính mình trong quá trình học và làm để cho anh chị em có thể coi như là gỡ gạc được những cái mà anh chị em còn đang vướng mắc. Ví dụ như là cái phần mềm này thực sự là em cũng mới được biết đến tại vì là một phần là do cái bộ môn của em thì đặc thù nó cũng hơi khó ở cái phần kỹ thuật. Thế nên là để mà có thể trình chiếu hay cái gì thì nó cũng khó hơn. Và nói thực ra nó là bộ môn phụ nữa nên là nếu mà nói như rất nhiều thầy cô giáo ấy nó cũng không đam mê gì lắm. Tại vì thực ra ấy thì nó cũng bị theo cái kiểu giáo viên bộ môn phụ của em nó cũng còn một cái hạn chế đó là có thể nói là gì? Cái nhiệt huyết đối với bộ môn ấy là nó không được nhiều như là cái môn khác. Nhiều thầy cô dạy em bọn em có nói đùa là chân ngoài dài hơn chân trong là vì như vậy. Thế nhưng mà qua những cái tiết học của thầy làm cho bọn em rất là đam mê. Và các thầy có cô trong ban điều phối đã giúp cho bọn chúng em là có thể là tiếp cận được những cái kiến thức mới và lĩnh hội được những cái phương pháp dạy học mới và làm thay đổi chính mình. Và thực sự là qua chỉ hơn một tháng học thế nhưng mà chúng em được gần như là em cảm giác như là mình được bước sang một cái ngưỡng cửa, một cái kiến thức mới rất là nhiều và làm cho cái bài dạy của mình nó cực kỳ là phong phú và sinh động. Và chúng em hy vọng là chúng em sẽ được tiếp tục đồng hành với thầy trong các dự án tiếp theo để có thể nâng cao cái trình độ chuyên môn của chính mình và cho các bạn bè đồng nghiệp. Bởi vì khi mình lan tỏa cho những người khác thì cái chất lượng nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Cái chất lượng dạy học, đặc biệt là cái mà các con học sinh nó sẽ được hưởng, đó chính là từ cái thành quả của cái việc là thầy cô giáo đổi mới chính mình. Thì học sinh sẽ được nhận được rất là nhiều thứ. Và em hy vọng rằng là tất cả những thầy cô giáo chúng ta ngồi đây, chúng ta sẽ cùng đồng nhau đồng hành để làm mới chính mình hơn. Và
có thể học tập trau dồi chuyên môn để làm sao chúng ta có thể truyền đạt được những gì tốt nhất đến các em học sinh cũng như là những người con của mình. Đây cũng là những cái điều mà ban điều phối cũng như là thầy giáo mong muốn gửi gắm tới chúng ta, và chúng ta sẽ lan tỏa cái điều đó. Và các em cảm ơn thầy giáo cũng như là ban điều phối rất là nhiều. Kính chúc các thầy các cô trên cả nước một sức khỏe, một rất nhiều niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong năm học kế tiếp. Và chúng ta sẽ cùng nhau truyền cho nhau những nhiệt huyết, có thể là ví dụ như đặc vị như em là bộ môn phụ. Em cũng muốn rằng là các thầy cô giáo hãy đam mê, bởi vì ví dụ như là em viết ra sáng kiến kinh nghiệm chẳng hạn, hoặc là làm các cái công việc thiện nguyện, rồi là làm các dự án đối với học sinh. Thực sự là nhiều cô thì cứ bảo là chứ Thanh ơi, mày dạy cái môn của mày, mày có làm cái gì đâu mà suốt ngày mày, ta thấy mày dạy quá giờ này, mày suốt ngày mày tất bật này. Thế nhưng mà thực sự là nhìn các con nó đam mê, nhìn các con nó ham học hỏi. Có những cái tiết mà các con nó tìm hiểu trước rồi xong nó mang đến lớp. Thế nhưng mà khi mà nó cũng như mình ấy, hào hứng muốn thầy cô xem cái thành phẩm của mình như nào. Thế thì là thường thường là mình cũng nán lại để ví dụ về thường thường là có những cái sản phẩm của con nó không kịp để nó đưa cho cô xem, nhưng cô vẫn muốn cho cô xem. Thế là thường thường là có những cái giờ đổi giờ, nhưng em vẫn lán lại để xem những cái thành phẩm của những học sinh mình chưa kịp xem, hoặc là hứa với các con là cô mang về thì cô ra xem. Và đương nhiên những cái lời hứa đấy mình phải trả lời cho con là những cái việc các con làm nó được hay không được. Thì các con thích lắm, hoặc là có những sản phẩm mình sau mình trân trọng lắm. Em treo những cái sản phẩm đấy lên trên những cái phòng truyền thống hoặc phòng hội đồng, thậm chí là em lan tỏa cho những cái lớp khác, mang cho các em, thậm chí là mang cho các anh khóa em dạy lớp 6, cả lớp 6 và lớp 8. Thì em mang cho cái sản phẩm của bạn lớp 6 cho các anh lớp 8 xem, và ngược lại thì các em thích lắm và cũng rất là hân hoan. Thế là hy vọng rằng là chúng ta sẽ truyền cho nhau được những tinh thần tích cực như vậy. Có thể là tiền bạc thì chúng ta không thể giúp nhau được, nhưng mà ví dụ như các thầy Đức đang cho chúng ta, đó là cái tri thức, đó là cái tình yêu, đó là cái niềm tin, rất nhiều thứ. Thực sự là em không giỏi văn chương, em khô, văn là em rốt nhất, nhưng mà thực sự đây là những cái gì mà nó xuất phát từ cái tình cảm, cũng như là cái sự cảm nhận được qua cái dự án này. Và mong rằng là tất cả các thầy các cô của chúng ta sẽ gặt hái được nhiều thành công và có nhiều niềm vui. Xin chân thành cảm ơn các thầy các cô. Vâng, cảm ơn cô Thanh với những cái chia sẻ rất là tuyệt vời. Và chúng tôi cũng có thể nói rằng là chúng ta không có môn nào là môn phụ và môn nào là môn chính cả. Môn học nào cũng rất là quan trọng đối với học sinh. Các thầy cô đang bật mic ạ. Vâng, xin thưa các thầy cô, vì thời gian có hạn cho nên tất cả những ý kiến của các thầy cô chúng tôi trân trọng đón nhận, và các thầy cô có thể tương tác trên Facebook của dự án để chúng ta có thể chia sẻ với nhau nhiều điều tốt đẹp hơn nữa, để làm cho dự án của chúng ta ngày càng lan tỏa tới cộng đồng nhiều hơn ạ. Và có thể nói trong suốt hành trình cùng với các thầy cô, đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi vô cùng nhiệt tình, tâm huyết và sáng tạo, đầy trách nhiệm. Một trong những thầy cô đó là những học viên của khóa 1. Đồng thời, các thầy cô cũng đã có những cái hỗ trợ cho các học viên trong suốt thời gian vừa qua. Và trước hết tôi xin mời cô Đào Thị Nga, là một trong những học viên khóa 1, đồng thời là giáo viên phụ trách của khóa 2, sẽ có những cái chia sẻ tới các thầy cô trong cái dự án ngày hôm nay. Xin mời cô Nga. Vâng, cảm ơn cô Dung ạ. Kính chào thầy Ngô Đức, trưởng ban dự án, cũng như là các thầy cô giáo trong ban điều phối và các thầy cô giáo trong đội trộm kỹ thuật. Thì thật là vinh dự cho tôi, đây là lần thứ hai tôi được phát biểu ở cái buổi bế mạc này. Lần thứ nhất thì là với vai trò là một học sinh đấy, và tôi cũng giống như các thầy cô giáo khác đấy, rất là ngưỡng mộ cũng như là biết ơn thầy. Và cũng như các thầy cô giáo khác đã nói, đó là thầy không dạy chỉ dạy cho mình kỹ thuật đâu. Thầy trao cho mình một cái tư duy rất là dài hơi, có cái tầm nhìn, thầy có tầm ảnh hưởng rất là lớn. Đấy, chỉ vì là rất là ngưỡng mộ thầy
và muốn tỏ lòng biết ơn đối với thầy cũng như là cô Dung mình cũng đã tâm sự riêng ấy, đó là em sẽ cố gắng học thật giỏi và trả ơn lại thầy bằng cách là em sẽ hỗ trợ các thầy cô giáo ở trong cái những dự án tiếp theo, chứ không phải là chỉ một dự án này đâu ạ. Đấy, và mặc dù là rất là bận đấy, và con cũng sắp cưới nhưng mà mình cũng cố gắng hết, ví dụ ngày hôm nay là gần như là hết công suất luôn đấy, để giúp các thầy cô giáo nộp video rồi là xem rồi tải xuống rồi làm các công việc khác đấy. Thế nhưng mà đấy là những cái công việc mà mang lại cho mình những cái niềm hạnh phúc vô bờ và biết ơn các thầy cô giáo mà đã truyền đạt cho mình những cái kiến thức đấy, cũng như là cho mình được những cái kinh nghiệm sống cũng như là tầm nhìn đấy. À, cái điều mà mình ấn tượng nhất với thầy Đức đó là lúc nào cũng có một cái giọng giảng rất là hiền hòa, dễ hiểu đấy, và đi vào lòng người. Mình vẫn hay trêu với thầy là giống như kiểu là một cái nhân vật trong cái câu chuyện cổ tích mà lúc mình còn rất nhỏ bà ngoại hay kể cho đấy, cái người mà luôn mang đến cái năng lượng tích cực cũng như là hạnh phúc cho tất cả những người khác đấy. Cho nên là đội ngũ học viên của chúng tôi cũng cố gắng là góp một phần nhỏ bé để xây dựng cái dự án thứ hai, có thể là sẽ có dự án nhiều dài hơi hơn nữa để cho nhiều người biết đến cái phần mềm đấy. Và tiếp theo nữa là thầy rất là quan tâm đến là cái thiệt thòi của anh chị em giáo viên trường công ấy, là gần như là không có, cô Dung chắc biết là không có kinh phí cũng như là không có cơ hội để tổ chức ra những cái lớp học như thế này đấy. Vậy thì thầy đã trao đi cho chúng ta những cái tình cảm rất là chân thành và mong là các thầy cô đón nhận, cũng như là khi mà đón nhận thì sự trao đi của thầy thì mình sẽ cố gắng tạo ra được thật nhiều những sản phẩm, và đã có những thầy cô giáo đã gửi cho mình những sản phẩm. Và cũng rất là may cho cô Nga là mọi người cứ nghĩ là cô Nga rất là giỏi nên là được nhận rất là nhiều những cái tin nhắn hỏi, thì những cái mà mình biết thì mình cũng cố gắng hỗ trợ các thầy cô. Nếu mà chẳng may mà có sót thầy cô nào mà mình không kịp inbox lại thì cũng mong các thầy cô thông cảm. Đấy. Và kính chúc cho thầy có nhiều sức khỏe, kính chúc cho cô Dung, cô Duyên trong ban điều phối. Như có một lần mình đã bình luận đấy, thì người thì điềm đạm, người thì nhẹ nhàng, nhưng mà ôm cả Thái Sơn, đấy, mang lại hạnh phúc cho rất nhiều người. Cô Dung với cô Duyên thì không chỉ là làm ở trong những dự án này và còn rất nhiều những cái dự án khác đấy. Thì ở bên cạnh chúng ta có rất nhiều những người mà có năng lượng tích cực trao đi và mang lại hạnh phúc cho mọi người, thì mình cũng muốn là có một phần nhỏ bé của mình và hỗ trợ mọi người, không phải chỉ bây giờ mà còn sau này nữa đấy. Xin cảm ơn thầy, cảm ơn cô Dung, cô Duyên và các thầy cô giáo khác đấy. Kính chúc các thầy cô giáo một mùa hè hạnh phúc, bổ ích và một năm học mới có nhiều thành công mới ạ. Cảm ơn các thầy cô ạ. Vâng, cảm ơn cô Nga. Hôm nay tôi bật mí với các thầy cô giáo là cô Đào Nga đến từ Sơn La, và tôi đã biết cô Đào Nga rất là lâu rồi, và cái bài giảng thiết kế e-learning để dự thi do bộ phát động chính là dựa trên phần mềm Storyline 3, và cô Nga đã có cái giới thiệu với chúng tôi từ khi chưa biết thầy Đức. Cô Nga đã có những cái thiết kế cũng rất là hay và sáng tạo. Và qua cái dự án của thầy Đức thì cô Nga từ một học viên khóa 1 đã trở thành người hỗ trợ kỹ thuật cho khóa 2. Đồng thời cô vừa nói đó là tiếp tục hỗ trợ cho dự án của chúng tôi. Và tôi tin rằng với cái sự nhiệt tình, tâm huyết của cô Nga cũng sẽ đem đến những cái năng lượng tích cực cho các học viên của khóa 2 và những khóa tiếp theo. Một lần nữa xin cảm ơn cô Nga. Và một người thầy rất là trẻ cũng đã có những cái hỗ trợ rất là nhiệt tình cho các thầy cô giáo, không kể ngày đêm. Đồng thời đã có những cái buổi thay thầy Đức để hỗ trợ cho các thầy cô, đó là thầy Nguyễn Hữu Triển. Và sau đây xin trân trọng kính mời thầy sẽ có những cái chia sẻ với lớp học của chúng ta. Xin mời thầy Triển ạ. Vâng, xin được kính chào thầy Đức cùng các thầy cô trong ban điều phối, các thầy cô trong ban hỗ trợ kỹ thuật và các thầy cô hiện tại là đang có mặt đến thời điểm này ạ. Thế thì rất là nhanh phải không ạ? Từ cái ngày nào đã mới khai giảng thì hôm nay chúng ta đã có cái buổi bế giảng. Và theo như thầy Đức đã tính là nếu mà chúng ta tính tổng là 13 buổi phải không ạ? 10 buổi chính thức và 3 buổi chuyên đề. Thế thì trong quá trình làm việc với thầy cô thì chúng ta nhận thấy là gì ạ? Có lẽ là có cái gì đó là hơn cả e-learning phải không ạ?
Rất nhiều thầy cô là đến khi biết đến cái dự án này thì đã cảm thấy là quá muộn. Bởi vì thầy cô cứ nghĩ là vào cộng đồng là chỉ học về e-learning, nhưng thực ra thì thầy cô thấy là chúng ta còn được học rất nhiều thứ, phải không ạ? Cũng như thầy Triển chia sẻ là ngoài cái việc mà thầy cô sử dụng phần mềm để tạo ra theo cái mục đích là thầy cô phải đi thi này, bị ép buộc đi thi, đó. Hoặc là một số thầy cô cũng mong muốn là mình biết thêm phần mềm để mình thiết kế trong quá trình thầy cô giảng dạy. Đấy, thì thầy cô còn được biết đến các cái tư duy, đúng không ạ? Có thể những cái bài giảng sau này mà thầy cô không thiết kế trên phần mềm này, thầy cô có thể làm trên PowerPoint, nhưng cái tư duy thiết kế mà thầy Đức đã truyền đạt cho thầy cô nó sẽ theo suốt thầy cô, đúng không ạ? Nó sẽ ngấm vào trong trong cái ý tưởng thiết kế của thầy cô. Thì dù thầy cô thiết kế trên Word hay trên PowerPoint hay trên các phần mềm khác thì chúng ta đã có một cái tư duy rất là mới, đúng không ạ? Và ngoài những cái chuyên môn mà thầy Đức cũng như các thầy cô đã mang đến thì chúng ta còn cảm nhận được các cái tình cảm, không ạ? Cái sự chân thành của thầy Đức cũng như của các thầy cô. Và thầy Triển cũng nhận thấy là gì ạ? Trong quá trình mà hỗ trợ kỹ thuật cho các thầy cô ấy, thì thực sự là cũng cảm phục được rất nhiều thầy cô là cực kỳ chịu khó, rất chịu khó. Đôi khi là 11 rưỡi 12 giờ rồi thầy cô vẫn nhắn tin. Tất nhiên trước khi nhắn tin thì thầy cô đều có một câu xin lỗi là nếu chưa ngủ thì trả lời. Nhưng mà thực ra thì thầy Triển thường mắc cái bệnh mất ngủ, nó thành mãn tính rồi. Cứ đến 12 rưỡi 1 giờ mới đi ngủ. Thì thật ra là cứ cầm máy mà thầy cô nhắn tin là thầy Triển sẽ luôn sẵn sàng để Triển hỗ trợ. Thì cũng rất cảm ơn một số thầy cô cũng đã tin tưởng và cũng đã nhờ thầy Triển hỗ trợ. Thế thì dự án này của chúng ta là dự án thứ hai. Và cũng qua tâm sự của rất nhiều các thầy cô lúc nãy ấy, đúng không ạ? Mong muốn là chúng ta còn có rất nhiều các dự án khác nữa. Thế thì cũng hy vọng là thầy Đức cũng như ban điều phối và các thầy cô chúng ta cũng sẽ nghiên cứu và cố gắng tạo thêm một cái dự án nữa để thỏa mãn cho các thầy cô. Và hy vọng là các thầy cô đã tham gia dự án 1, dự án 2. Khi chúng ta nhận được giá trị của các cái dự án này thì thầy cô sẽ lan tỏa thật nhiều tới các thầy cô giáo là đồng nghiệp ở nơi thầy cô công tác, rồi đồng nghiệp ở tất cả mọi nơi mà thầy cô có thể có các hội nhóm thầy cô có thể chia sẻ để cho càng nhiều thầy cô nhận được các cái giá trị mà do các cái dự án này mang đến, không chỉ chuyên môn đúng không ạ, mà còn rất nhiều các cái giá trị khác nữa. Thì thầy Triển thì cũng xin được cảm ơn thầy Đức cũng như ban điều phối và các thầy cô, là thầy Triển rất là vinh dự được tham dự trọn vẹn dự án thứ hai. Dự án thứ nhất thì thầy Triển cũng đang bận công việc cá nhân thì chưa vào từ đầu, nên thầy Triển rất là nóng ruột. Và dự án thứ hai này thì rất vui là được đồng hành với các thầy cô, và hy vọng là khi dự án thứ hai kết thúc, mà trong quá trình đợi dự án thứ ba, nếu như thầy cô mà vẫn còn vướng mắc gì về tư duy thiết kế thì thầy cô có thể nhắn tin hỏi thầy Đức, phải không ạ? Thầy cô vẫn còn muốn hỗ trợ về mặt kỹ thuật các thứ thì thầy cô vẫn cứ nhắn tin trao đổi với các thầy cô trong ban tổ chức, và các thầy cô cũng là học viên trong dự án nhưng mà cũng đã nắm bắt tốt rồi thì cũng có thể hỗ trợ lại các thầy cô. Đấy, thì chúng ta không nên ngại, và các thầy cô cứ mạnh dạn, chúng ta sẽ còn duy trì các cái việc hỗ trợ cho thầy cô cho đến lúc nào mà thầy cô cảm thấy là không muốn hỏi, không thèm hỏi thì thôi. Và một lần nữa thì cũng xin được chúc mừng dự án thứ hai của dự án vì cộng đồng e-learning thiết kế trên phần mềm Storyba được thành diễn ra thành công, và cũng mang lại rất nhiều giá trị cho các thầy cô đã tham gia. Và một lần nữa xin được chúc sức khỏe thầy Đức cũng như các thầy cô trong ban điều phối và các thầy cô giáo hiện đang tham gia cộng đồng. Và hy vọng là chúng ta sẽ lan tỏa, ngoài cái việc mà chúng ta chuyển đổi số hóa thì thầy cô sẽ mang những cái tư tưởng thiết kế vào trong các cái bài dạy, buổi dạy của mình, mà để cho các cái lứa đàn em của chúng ta sẽ cảm nhận được các cái giá trị mà các thầy cô đã mang lại. Xin hết ý kiến ạ. Xin cảm ơn thầy cô ạ. Vâng, cảm ơn thầy Triển. Có thể nói là thầy Triển rất là tuyệt vời, thầy rất là tâm huyết, nhiệt tình. Đấy là những ý kiến của các thầy cô tôi cũng đã lắng nghe được từ khóa 1, và mong là thầy sẽ tiếp tục hỗ trợ cho những khóa tiếp theo của dự án. Và mỗi một cái sản phẩm của các thầy cô đấy chính là cái sự tận tâm, sự tỉ mỉ và những cái tâm huyết cùng với những cái ý tưởng về chuyên môn và về mặt công nghệ thông tin trong suốt những cái tuần vừa qua. Và ngày hôm nay
khi kết thúc khóa 2, chúng ta cũng đã có những cái sản phẩm rất là giá trị về mặt tinh thần và đồng thời cũng hỗ trợ cho các thầy cô trong cái quá trình các thầy cô chuẩn bị cho một cái năm học mới. Sau đây xin trân trọng mời cô Hà Ken sẽ giới thiệu một số cái sản phẩm tiêu biểu các thầy cô trong khóa 2 vừa qua để chúng ta cùng chia sẻ và cùng cảm nhận. Xin mời cô Hà Ken ạ. Cô Hà Ken có đây không ạ? Hình như là cô Hà đang cái số cô Hà bị mất điện và cô Dung ạ. Từ thay mặt cô Dung, cô Hà sẽ review một số sản phẩm. Trong quá trình review một số sản phẩm của các thầy cô, rất nhiều sản phẩm tôi sẽ ưng ý. Ưng ý vì sao ạ? Thầy cô có những sáng tạo nhất định, sáng tạo riêng luôn. Những cái tôi cố tình giấu đi trong quá trình mà tôi hướng dẫn ấy. Tôi cố tình tôi giấu đi rồi nhưng mà thầy cô vẫn có thể là bằng cách nào đó hoặc là bằng cái nào đó thầy cô vẫn có thể sáng tạo được cái đó. Và tôi cho rằng đây là một những cái sản phẩm rất rất nhiều sản phẩm hay đẹp, nhưng mà ở xuất hiện sản phẩm hay đẹp do cái thời gian có hạn nên là không thể review hết trong buổi hôm nay. Thì review cái sản phẩm nào thì tôi sẽ thầy cô cùng xem những sản phẩm và tôi cho rằng cũng khá là tâm đắc đối với một cái lớp học miễn phí rất là tuyệt vời, đúng không nào? Đây ạ, ví dụ những cái sản phẩm này có thể là một thành phần để mang đi thi được rồi, nhưng mà chỉ là một để ta sẽ làm được nhiều hơn, đúng không ạ? Rất là hai sản phẩm như này, cô không dám review hết, cô chỉ review ít một thôi. Rồi. Đâu rồi, đây là sản phẩm của cô Phạm Thị Loan Ninh Bình, đúng không nào? Rồi. Từ những ngày đầu cô cũng đã có những cái thao tác rất là state, đúng không nào? Rồi. Rất là sáng tạo. Những cái này mà nếu chúng ta có cái điều kiện mà tìm kiếm được những hình ảnh tốt hơn đấy nữa thì rất là đẹp luôn. Và đây là chưa, đúng không ạ? Chưa. Rồi. Cái này là cái maker tôi chưa chỉ cho các thầy cô này. Này cái nối này. Rồi, đúng không nào? Để trao đổi. Rồi. Đây là sản phẩm của thầy Xuân Tuấn Nghệ An. Rồi. Thầy cũng đã có nhiều cái ví dụ như cái này chẳng hạn. Cái này đúng không ạ? Thầy rất là sáng tạo. Rất là sáng tạo, đúng không ạ? Rồi. Sẽ rất nhiều sản phẩm ở trong một cái lớp học miễn phí mà thầy cô được làm được như thế này. Nếu mà có thời gian mà ban tổ chức mà tổ chức một cái lớp học nữa thì tôi nghĩ thầy cô sẽ chinh phục rất là tốt. Đây là một cái sản phẩm tôi cho rằng cũng khá là cũng có nhiều ý tưởng là tương tác tốt, đúng không ạ? Khá nhiều cũng lại về tương tác trải nghiệm cũng đã có một cái. Rồi, ok. Đây là sản phẩm của cô Thảo ở Hải Hậu, Nam Định. Rồi, hết giờ Sam ơi. Rồi, đây cái sản phẩm này chắc cái đoạn này là mày mò để làm được cái nhập tên, đúng không ạ? Ứng dụng cái check inside để nhập tên cũng khá là hay ấy. Tôi cho rằng khá là hay với một cái lấy bài phục viết chúng ta. Rồi đây vẫn là công tác kéo thả. Đây là cái mô hình của gì ta, của đối lập đấy,
do và do not, ví dụ như là ưu điểm, nhược điểm các thứ đấy ạ. Đúng rồi. Đó là kiểu vậy. Rồi nhiều, rất nhiều các sản phẩm khác của các thầy cô mà gửi về cho ban tổ chức cũng như là các thầy cô đây cũng khá là tốt, đúng không ạ? Cái việc xử lý cái hình ảnh đúng không? Cũng khá là tuyệt vời. À, rồi. Nên là không có thời gian ngồi nhiều để ngồi để. Đấy, đây là thầy cô đang ứng dụng cái việc kéo dài để tính cái chua cái diện tích của khối lập phương, đúng không nào? Còn nhiều rất nhiều cái sản phẩm cũng nhiều thầy cô nữa ạ. Đây tôi đã download về và cũng đã có tập trung rồi. À, tôi sẽ review cái sản phẩm này lên trên trang cộng đồng. Và sau đây thì trong buổi hôm nay thì chúng ta sẽ có một cái nơi để sinh hoạt riêng, đó là cái trang cộng đồng 1, và trong đấy là chỉ có chúng ta thì chúng ta sẽ trình bày, chúng ta sẽ review các sản phẩm ở trong một cái group đấy, riêng ở trong đấy. Thầy cô cũng có thể trao đổi những cái vấn đề thầy cô còn vướng mắc hoặc là mong muốn, mà dự án mong muốn sẽ trao đổi với thầy cô cái vấn đề gì, mà thầy cô sẽ vào cái trang gọi là trang lớp học cộng đồng 1. Cộng đồng 1 tức là cái cộng đồng mà chúng ta có thể là giống như cộng đồng làm chủ đấy, còn một cái cộng đồng nữa, cộng đồng nâng cao, thì khi đó chúng ta sẽ vào lớp nâng cao hơn để chúng ta sẽ làm những kỹ thuật nâng cao hơn. Thì khi đó thì sau buổi hôm nay, ngày mai thì ban tổ chức sẽ trao đổi và có những kế hoạch để gửi đến thầy cô vào trong những đó để chúng ta tương tác tốt hơn ở trong đó. Rồi, xin mời cô Kim Dung ạ. Dạ vâng ạ. Kính thưa các thầy cô, dự án của chúng ta được thực hiện rất là hiệu quả và thu hút nhiều thầy cô giáo tham gia từ khóa 1 đến khóa 2. Cũng chính là sự tận tâm, nhiệt tình và tâm huyết của thầy Ngô Đức, chủ nhiệm dự án. Và như các thầy cô cũng đã biết, thầy là một người rất là bận rộn. Và như tôi đã giới thiệu trong buổi khai giảng, thầy còn là một trong 5 thành viên biên soạn chương trình tài liệu trực tuyến để dành cho giảng viên các cơ sở giáo dục đại học về chương trình phát triển đào tạo. Mặc dù công việc rất là bề bộn, thế nhưng tôi nhận thấy rằng thầy rất bền bỉ và rất nhiệt tình, rất trách nhiệm. Mặc dù đây là một dự án miễn phí, nhưng thầy đã trao đi rất nhiều. Và tôi nghĩ rằng ngày hôm nay thầy đã nhận được rất nhiều những cái tình cảm, yêu thương và những lời ngưỡng mộ, đồng thời sự biết ơn, tri ân đối với thầy từ các học viên từ trên khắp mọi miền đất nước. Đấy cũng chính là cho đi là còn mãi. Và cũng xin trân trọng giới thiệu thầy sẽ tiếp tục những cái dự án tiếp theo và những cái chương trình tiếp theo. Xin mời thầy có thể chia sẻ tiếp với cộng đồng, với các thầy cô giáo trong cái phòng Zoom hôm nay ạ, về những ý tưởng của thầy, để có thể có thêm được những cái niềm cảm hứng. Bởi vì tôi vừa đọc các cái comment của các thầy cô nói rằng là nếu không được học thì rất là nhớ thầy Đức, và thầy Đức làm thế nào để cho các thầy cô sẽ tiếp tục được gặp thầy vào mỗi tối thứ bảy hàng tuần, và chắc chắn là sau cái khóa học hè này thì sẽ có thêm nhiều những cái sản phẩm trong những cái đợt tiếp theo để bước vào một cái năm học mới, thực hiện được cái chương trình phổ thông 2018 năm thứ 2 sẽ đạt được nhiều hiệu quả cao ạ. Em xin mời thầy ạ. Dạ, cảm ơn cô Xuân Dung. Thực sự ra có những hôm 3 giờ sáng tự dưng vùng dậy để làm gì ạ? Để đọc cái comment các thầy cô. Mà khi các thầy cô comment ấy, có những người cảm ơn, có người hỏi về chuyên môn, có những người hỏi về rồi nhu cầu hoặc mong muốn, bất kỳ một comment nào thì đối với tôi thì rất là nó là một cái gì đó mà luôn là bắt buộc mình phải đọc và mình phải suy nghĩ và mình phải làm. Có một niềm tin mà thầy cô hãy tin ở tôi là tôi là một người mà đầu tiên là nghiên cứu về nó, xong là thực hiện nó, mà thực hiện rất 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 nhiều luôn. Tôi nếu mà 2.000 thì không đúng, nó hơi quá, nhưng tầm cỡ 1.600 bài thì nên tôi đã từng tay tự tay làm với đồng đội, với đội nhóm của tôi, là cái điều tôi đã trải nghiệm rất nhiều. Tại sao tôi làm? Có những cái bài tôi làm những năm 2011, 12
đến bây giờ vẫn còn nguyên giá trị so với những cái bài khác, vẫn nguyên giá trị như vậy. Và chính cái niềm tin đó thì tôi mới mang đến cho cộng đồng được. Và cái điều này cũng giống như thầy Triển hôm đầu nói là trách Triển Đức là không mang sớm hơn. Nói thật là định sớm hơn nữa cơ, nhưng mà không đủ thời gian. Vì nói thật là khi mà biết thầy, cái buổi thứ tư mà thầy Triển thay tôi để hướng dẫn các thầy cô, thì hôm đấy tôi đang ở Philippines và không thể làm gì được luôn. Thầy Triển mà hôm đấy là thầy Triển là đúng ngày sinh nhật, sau tôi mới biết chứ tôi không biết. Tôi biết là thầy sinh nhật thì tôi đã không nhờ, hôm đấy nghỉ luôn. Nhưng mà nghỉ một buổi là tôi lại nghĩ đến thầy cô. Thầy cô đang một cái mạch nhưng mà tự nhiên mình dừng lại. Có hôm ốm ho mà vẫn không muốn. Tức là sao ạ? Thầy cô dừng lại là tôi không mong muốn. Mà chỉ mong muốn làm sao ạ? Thầy cô phải tiếp tục và chúng ta cùng đi lên như vậy. Thầy cô hãy ở lại với các group Zalo ấy, là luôn luôn tồn tại và luôn luôn vẫn ở đấy. Sắp tới Zalo nó sẽ thu tiền, mà tôi vẫn có thể gì ạ, hỗ trợ các thầy cô, để hỗ trợ thầy cô sẽ gì ạ, tổ chức có kế hoạch tiếp theo cho một dự án 3 thì cũng có thể làm được. Nhưng thời điểm này là chúng ta bắt đầu vào lớp rồi, vào năm học mới rồi. Kế hoạch 2 tuần tới thì chúng ta sẽ đang chuẩn bị tổ chức cho cái việc thiết bị số. Và thiết bị số thì tôi đã nghiên cứu rất là nhiều rồi. Và cái này tôi sẽ tổ chức trao đổi riêng và sẽ làm việc, sẽ trao đổi với thầy cô riêng. Mà tôi muốn là gì ạ? Mỗi tỉnh chúng tôi chỉ lấy một người. Vì sao ạ? Sợ cái tư tưởng nó trùng nhau. Và chắc chắn, thưa thầy cô, chắc chắn là chúng ta có giải. Chắc chắn có giải, mà không có giải thì trả lời tiền đâu. Và không, tôi không muốn nói cái câu chuyện tiềm năng ở đây, nhưng mà đó là cái mà chúng ta cùng nhau bỏ công sức, cùng nhau ở đây để chúng ta đi xa hơn. Và cái đó chúng ta sẽ mang lại gì ạ? Một cái vinh dự, một cái sự vinh danh đến cho các thầy cô. Thì những cái câu chuyện như vậy á, thì tôi ngoài ra thì hàng tuần chúng ta sẽ tổ chức các chuyên đề, một chuyên đề rất là đặc biệt, những chuyên đề rất đặc biệt luôn, mà thầy cô sẽ thấy rằng mỗi một chuyên đề đều có tính mới. Và để khai thác những cái đó, mà khi thầy cô học những chuyên đề của tôi, chắc chắn là thầy cô sẽ làm được rất nhiều các cái thứ khác nữa. Cũng giống như những cái câu tôi nói, ví dụ như là bài giảng phải có khả năng tự giảng cho mình học, rồi học một nhưng mà làm được rất nhiều. Tôi học một buổi thôi, học một vấn đề thôi, nhưng chúng ta sẽ làm được nhiều cái vấn đề xung quanh. Và đó là cái mà cái tâm niệm, cái tâm đắc của tôi. Và đặc biệt tôi gửi lời cảm ơn các ban điều phối tới các thầy cô giáo trong ban kỹ thuật không quả khó khăn để hỗ trợ các thầy cô rất nhiều. Và đặc biệt cảm ơn các thầy cô vì các thầy cô đã đồng hành cùng với dự án, rồi lan tỏa, giới thiệu, chia sẻ, comment với dự án để dự án lan tỏa nhiều hơn, để trao đi những cái mà thầy cô đang cần. Mà tôi sẽ xin hứa với các thầy cô rằng là dự án cũng sẽ có, nói là không có kinh phí thì cũng phải có kinh phí, nhưng mà nó thật sự xứng đáng. Và nếu nó không xứng đáng thì chúng tôi luôn luôn là hỗ trợ các thầy cô miễn phí hoàn toàn luôn, kể cả 15 buổi hay 16 buổi miễn phí chúng tôi vẫn làm điều đó cho các thầy cô, để thầy cô làm việc làm chọn những vấn đề đó. Mà tôi biết là những người chỉ học trong cái lớp căn bản này thôi, làm những sản phẩm mang đi thi luôn, rất tuyệt vời luôn, review quay trở lại luôn. Thực sự mình ngưỡng mộ vô cùng luôn đó. Chỉ xem những video của mình thôi, nhưng mà họ làm những bài tuyệt đẹp luôn, tuyệt hay luôn. Điều đấy là mang lại cái mà tôi nghĩ rằng là tôi phải nói rằng là rất trân quý những cái suy nghĩ, những cái cách mà thầy cô đã học. Và thầy cô hãy tin tưởng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu, vẫn tiếp tục áp dụng. Sắp tới sẽ có những công nghệ rất cao luôn trong cái learning này luôn. Vì tôi là người nghiên cứu cho nên thầy cô hãy tin tưởng đấy. Ví dụ thầy cô sẽ làm ra một con mentor nó tự giảng cho người học, tự thầy cô làm nha, không phải chạy đâu, nó sẽ làm cho người học. Tôi đã nghiên cứu thành công rồi, khi mà tôi đã thử nghiệm rồi thành công rồi, nhưng mà
tôi phải chạy kỹ hát không để cho nó thực sự thành công tôi mới đưa ra ngoài, sẽ giúp hỗ trợ các thầy cô cái đó để thầy cô làm sao à cái bài giảng của mình thực sự là xứng đáng. Tôi hy vọng là những cái cơ bản này thì cô cố gắng trao đổi, cố gắng gọi là lĩnh hội và thực hành thật nhiều để khi chúng ta lên cái phần nâng cao hơn thì chúng ta cứ thế chúng ta làm thôi, và thầy cô có thể tự làm được, cũng không cần đến tôi luôn. Và như vậy thì đó là cái giá trị nó mang lại cho cộng đồng. Tôi hy vọng là các thầy cô đồng hành với cộng đồng để trao đi, và tôi luôn luôn trao đi và thầy cô cũng trao đi để chúng ta cùng nhau tiến lên. Và chúng ta đã một nhà rồi, đã được đồng nghiệp rồi, nghĩ tốt với nhau, đừng nghĩ xấu, hãy nghĩ tốt để chúng ta thực thi cái công việc giáo dục của chúng ta nó tốt hơn. À, khi mà trái tim mình nó có đủ cái sự bao dung rồi ấy, thì chúng ta mới mang để chúng ta trao đi được. Hy vọng đó là cái tâm tư, và rất mong muốn là đọc được những lời comment của thầy cô trên diễn đàn và trên diễn đàn tiềm trang fanpage để ban tổ chức cũng như là chúng tôi sẽ ghi nhận và xem xét cũng như là để hỗ trợ thầy cô tốt hơn. Hy vọng trong buổi buổi giảng hôm nay, không biết tôi bảo rằng đến thứ hai nữa, đến thứ tư tuần sớm không biết tôi dạy cái gì nữa. Tôi mở máy ra ngồi nhìn thôi, hoặc là gì ta, tôi đi làm từ đây đến cơ quan mười mấy cây số là bật video lên, là cứ đi nghe thôi, nghe lại cho mình hôm nay mình dạy sao lại thiếu cái này chỗ này, tại sao mình không nói mình chỗ này, tại sao mình cứ lướt qua, hoặc là tại sao mình lại nói cái từ này ở trong này hay gì, tại sao mình lại như vậy, thì các thầy cô khác sẽ nghĩ gì về mình, tức là nghe xong mới thấy buồn cười là tại sao mình lại dùng cái từ đó, tại sao mình không nói cái chỗ này, cái kỹ thuật này rất là hay, tại sao mình không nói luôn, tại sao mình lại trừ lại, chúng đấy không nhớ, thầy cô lúc đấy không nhớ thì nhớ tôi nói rồi. Giống như thầy cô Nga có nhìn thấy cái slide của tôi trong cái buổi hôm thứ buổi 9, cô phẫn nộ luôn, cô chat riêng luôn, em kiện thầy luôn. Cái slide đó là cô Nga phải trả tiền, bây giờ thầy mang thầy đi cho. Không sao, mình tại thời điểm trước đó thì chưa kịp cho, tôi cho rồi. Thì bây giờ có cái cơ hội để cho các thầy cô là cho, không có nghĩ là ai trả tiền hay không kia cả. Mà các cô muốn lấy lại tiền tôi gửi lại luôn, chẳng sao. Người cũng nói là cái chuyện là khi chúng ta có đủ trái tim bao dung rồi thì chúng ta hãy hỗ trợ lẫn nhau, để chúng ta đi xa hơn, chúng ta đi tốt hơn. Cảm ơn cô Dung, cô Duyên, những người truyền cảm ứng phải nói là cực kỳ mãnh liệt, đã giúp cho dự án lan tỏa rất nhiều. Cảm ơn các thầy cô trong ban kỹ thuật đã hỗ trợ các thầy cô rất nhiều luôn. Mà hôm nay là một ngày bận rộn các thầy cô trong ban kỹ thuật, thì mấy ngày nay tôi liên tục không có thời gian nghỉ luôn. Đấy. Chúng ta nghỉ cho nên là không mình chuẩn bị tốt được. Hôm nay các thầy cô vẫn là đây, rất là cảm ơn, và cảm ơn các thầy cô rất nhiều, để trái tim các thầy cô khiến cho ban tổ chức, khiến cho dự án, khiến cộng đồng lan tỏa nhiều hơn và có nhiều cái mới để lan tỏa hơn, đặc biệt là các cái kỹ thuật mới thì ban tổ chức sẽ trao đổi. Cảm ơn thầy cô rất là nhiều. Vâng ạ, chúng em cảm ơn thầy rất nhiều ạ. Và xin mời các thầy cô sẽ tiếp tục tương tác trên fanpage, nhờ cô Duyên gửi lại cái đường link để các thầy cô có thể chia sẻ những cái suy nghĩ của mình, những cảm xúc của mình, và thậm chí cả những cái ý tưởng mới và những cái lời đề nghị đối với thầy Đức để dự án của chúng ta ngày càng phát triển ạ. Kính thưa các thầy cô, buổi bế giảng của chúng ta hôm nay đã diễn ra tốt đẹp. Cảm ơn các thầy cô đã tham gia dự án và góp phần quan trọng để dự án của chúng tôi thành công và phát triển. Cho đến nay, với 2 khóa học, chúng tôi đã hỗ trợ cho rất nhiều các thầy cô giáo, và hy vọng rằng chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những giai đoạn tiếp theo để cùng phát triển chuyên môn và đem đến nhiều những cái bài giảng hiệu quả cho học sinh trong cái công cuộc chuyển đổi số cho giáo dục, đặc biệt là thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. Và xin được nói lời tri ân với thầy Ngô Đức. Kính chúc thầy có nhiều sức khỏe để cống hiến nhiều hơn cho cộng đồng. Xin trân trọng cảm ơn ban điều phối, ban hỗ trợ kỹ thuật trong suốt thời gian vừa qua đã đồng hành cùng chúng tôi và đóng góp một phần rất quan trọng để làm nên thành công của dự án ngày hôm nay. Kính chúc các thầy cô giáo có nhiều sức khỏe,
niềm vui và hạnh phúc. Chúng ta cùng chúc mừng thành công của dự án. Dự án vì cộng đồng thiết kế bài giảng e-learning tương tác đã hoàn thành khóa 1 và khóa 2. Kính chúc các thầy cô giáo bước vào một năm học mới, năm học 2022-2023 có nhiều niềm vui, hạnh phúc và thành công. Xin trân trọng cảm ơn và hẹn gặp lại. Cảm ơn các thầy các cô ạ. Cảm ơn các thầy các cô, em biết ơn thầy rất là nhiều ạ. Chỗ em bây giờ mưa to lắm rồi đây này. Thầy ơi, cô Mộc Miên thì Dung muốn tặng thầy một bài thơ ạ. Thầy ngồi đợi. Sao là cô nhớ đăng lên trên fanpage nhé, để cho mọi người cùng đọc. Cô đi đọc đi, cô đọc ở đây, cô vừa đăng vừa đọc luôn. Dạ. Dạ em cảm ơn cô Duyên. Dạ, trước khi chia tay thầy cô thì em xin gửi tặng thầy bài thơ. Mặc dù thơ không hay nha thầy. Dạ. Mới ngày nào vào lớp mà nay bế giảng rồi. Ôi nhớ thầy, nhớ lớp, nhớ lời giảng say mê. Nhớ ơn thầy dạy dỗ, nhớ công thầy bảo ban, nhớ các cô điều phối xinh đẹp lại dịu dàng. Nhớ thầy cô kỹ thuật tài giỏi và rất yêu. Nhờ thầy cô mới có chúng em của bây giờ. Từ số không tròn chỉnh đã rất mê story, đam mê và nghiền ngẫm, tạo ra nhiều trò hay. Học trò vui thích thú, dạy con cũng rất vui. Mong thầy cô luôn khỏe, nhiệt huyết luôn tràn đầy, thêm nhiều năm cống hiến, thật nhiều điều cho đi. Tri ân và nhớ mãi công ơn của cô thầy. Dạ. Hay quá, cảm ơn cô. Tuyệt vời luôn. Cô hãy thả tim cho cô giáo có bài thơ rất hay ạ. Xin cảm ơn cô ạ. Vâng. Dạ, em cảm ơn thầy cô. Vâng. Dạ, dạ em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy cô đã tạo ra cái dự án ý nghĩa cho chúng em tham gia và có thêm cái cơ hội được học tập. Thì em trong cái lễ bế giảng hôm nay thì em xin gửi lời kính chúc sức khỏe đến thầy cô, chúc thầy cô thật nhiều sức khỏe. Và tụi em cũng mong là sau này sẽ có thêm nhiều cơ hội tham gia các lớp học của thầy. Và tất nhiên là em cũng như các thầy cô khác luôn luôn là fan cứng của thầy Ngô Đức. Dạ. Thầy Ngô Đức còn là một kho báu, chúng ta còn phải khai thác nhiều lắm ạ. Dạ. Trong thời gian tới thì thầy Ngô Đức sẽ còn chia sẻ rất nhiều với các thầy cô ạ. Dạ. Các thầy cô có thể bật cam lên để chúng ta chụp một cái tấm ảnh kỷ niệm ngày hôm nay được không ạ? Kết thúc một mùa hè rất là sôi động với nhiều các cái hoạt động ý nghĩa của chúng ta, chuẩn bị đón chào một cái mùa thu mới, tháng 8 sắp đến rồi ạ. Vâng, các thầy cô. Các thầy cô nhiều nhá, hôm nay mới được nhìn thấy tận mặt luôn. Một số thầy cô sao mà không thấy, chỉ thấy mỗi hình nền thôi ạ. Cô Mộc Nguyên là chỉ thấy mỗi hình nền, không thấy mặt đâu á. Có đổi mà đổi chưa được đấy thầy ạ. Dạ em có mở cam mà không biết chắc do sao á thầy. Em sợ thoát ra thì mọi người hết mất nên là em không có thoát ra. Dạ. Một điều đặc biệt trong cái dự án lần này, cô Dung ạ, chúng ta thấy rằng rất nhiều người lớn tuổi luôn. Còn rất nhiều lắm, người lớn tuổi luôn. Tức là toàn có 7X, 76, 75, 74, rồi 77, 78. Nhưng họ rất say mê. Vâng ạ. Họ sẽ có một cái ý tưởng dành cho những người 7X, một lớp riêng dành cho những người đó. Và là ai mà 8X thì đừng có khai man xuống 7X là được. Để chúng ta... Em còn 70 đây nè thầy ạ. Hả? Em còn sinh 1970 đây ạ. Có cô Trần Thị Hằng là 70 à? Dạ vâng ạ. Hả? Vâng ạ. Nhiều thầy cô lớn tuổi. Rồi. Rất lớn tuổi đúng không ạ? Tức là rất đam mê luôn. Cái sự đam mê đó giúp mình là suy nghĩ nhiều hơn, giúp tôi suy nghĩ nhiều hơn tại sao mà mình lại không hỗ trợ họ. Có một cái lớp dành riêng cho lớp 7X. Không có một lớp mà dễ thất lời luôn. Đồ công nghệ như chúng em mà được những lớp như thế này là thích lắm đấy ạ. Chúng em sẽ hỗ trợ được nhiều cho học sinh đấy ạ. Đấy. Đặc biệt là học sinh của ngoại thành nông thôn như chúng em. Cô Hằng rất tuyệt vời, 70 à? Cha trời. Quá tuyệt vời luôn. Cô Nguyễn Thủy là bao nhiêu ạ? Dạ. Mang nha, đừng khai mang.
có cô giáo là 6X. Cô nào 69 kìa. Vâng ạ, có cô giáo. Cô đang thay đâu ạ? Cô đâu? Trời đất, thế à? Phải có một cái lớp dành riêng cho các cô này rồi. Chúng em đang chờ đón á, lại bắt đầu hóng á. Thì buổi sớm thì để em cũng lại quay trở lại học ạ. Rất là bận nhưng mà em sẽ cố gắng để theo học lớp của 7X. Thầy đã quan tâm và đầu tư như thế thì em không có lý do gì mà không theo được ạ. Rồi, sẽ có cái lớp dành riêng cho các thầy cô 7X rồi. Rất nhiều thầy cô luôn đấy. Mình nhìn thấy mình hôm nay mới nhìn thấy tận mặt, còn bình thường cũng mỗi tên không, hôm nay nhìn thấy tận mặt rồi á, rất là cảm ơn các thầy cô nhiều luôn nha. Cảm ơn nhá, cảm ơn rất nhiều. Dạ cảm ơn thầy, cảm ơn thầy. Có cái gì khó khăn thì con trao đổi với chúng ta rất nhiều ạ. Em còn quấy rầy nhiều ạ, còn nhóm đấy thỉnh thoảng làm gì bế tắc đến đâu chúng em lại quấy rầy thầy và ban. Đúng rồi, các thầy cô cứ trao đổi như thế nào đấy, chúng ta sẽ tập hợp. Một là nếu nhiều ý kiến chúng ta sẽ có một cái buổi có thể một tiếng đồng hồ để giải quyết những vấn đề ý kiến đó, chúng ta lại mở Zoom lên chúng ta giải quyết, nhưng chỉ một tiếng thôi chúng ta giải quyết xong vấn đề đó. Thỉnh thoảng thầy dạy một buổi chuyên đề đi thầy, tuần thì cho một buổi cũng được. Có một tháng chúng ta sẽ có 1-2 buổi chứ một tuần buổi nữa. Wow. Nên nhiều khi đấy nó hết vốn. Một tuần một buổi, một tháng bốn chuyên đề là một năm hết rất nhiều chuyên đề rồi, là như vậy là hết tốn đấy. Nghiên cứu chưa kịp nghiên cứu là phải đi chạy rồi, nó sẽ không một tháng. Thôi ạ, em xin thầy một tháng một buổi được ạ. Một tháng một buổi chúng ta sẽ hỗ trợ nhau nhá. Ok, cảm ơn các thầy cô rất nhiều. Thầy ơi, bao giờ có cái khóa nâng cao thì cho bọn em học? Trước hết mình sẽ có cái khóa về thiết bị số chứ, để hỗ trợ làm về nói chung là về mô phỏng, thì Storyline rất mạnh mô phỏng, chúng ta sẽ tổ chức thầy cho em đăng ký. Nhưng mà cô chuyên môn của cô là môn phụ là môn gì mà sao cứ nói môn phụ, tôi không hiểu môn phụ. Thầy ơi, môn em là môn công nghệ, em thì nghe đâu về môn phụ công nghệ trong trường học. Công nghệ trong trường học bây giờ là môn chính luôn. Em nói cho lỗi lòng vì nó hỗ trợ các môn khác luôn. Em nói cho lỗi lòng thầy cô thì bởi vì thầy ơi, môn đấy nó không thi khảo sát, không thi chất lượng, như là tụi em thì cũng không giáo viên giỏi, không thi. Mình cứ phục vụ cộng đồng, phục vụ các thầy cô trong trường mình là mình tự thi rồi, mình không chờ đến cái giải kia đâu. Em thì không quan trọng, tại vì em bản thân em thì em tự để cho cái môn của mình nó có giá rồi. Báo cáo thầy là em được rất nhiều các giải ở tỉnh. Thế nhưng mà em nói thầy có cô khác để có một cái tinh thần, để các thầy có cô ấy không đại đại là truyền lửa thôi. Em bị nhục. Cảm ơn. Cô sẽ chờ nha, chờ cái lớp nâng cao, hoặc nếu như không có điều kiện thì chúng ta sẽ có các buổi chuyên đề nâng cao luôn. Một tháng cố gắng tổ chức một lần để hỗ trợ các thầy cô, ít nhất là một lần để hỗ trợ các thầy cô. Còn các vấn đề thì cô comment trên Zalo, trên nhóm, là nếu tôi thấy rằng cái vấn đề này rất là cần thì tôi sẽ tổ chức một cái buổi, nó có thể là từ 30 phút đến một tiếng để hỗ trợ các thầy cô trong cái buổi đấy. Vì chúng ta nói thế, chúng ta còn rất nhiều việc để chúng ta phải làm trong cái năm học mới, thì chuẩn bị năm học mới rồi và những cái khác nữa. Thì chúng ta vẫn thường xuyên như vậy, thì cũng cứ đề xuất thì mong muốn, các yêu cầu mong muốn thì ban tổ chức hoặc là chúng tôi sẽ hỗ trợ cho thầy cô thông qua cái việc là tổ chức các cái buổi chuyên đề nhanh hơn để hỗ trợ thầy cô đúng và trúng hơn. Đã. Cảm ơn các thầy cô nhiều. Thầy cô ơi, thầy cô có mong muốn như thế nào thì comment dưới cái bài em vừa chia sẻ, bởi vì nếu ở trên Facebook thì sẽ lưu lại được các tin nhắn của các thầy cô ạ. Còn trong Zalo và trong này sẽ bị trối ấy, cho nên là ban tổ chức cũng rất là khó để tập hợp lại cả cái mong muốn của thầy cô ấy. Thì cũng rất mong thầy cô chia sẻ ở trên đó, có thể nếu cái cảm nhận của mình sau cái khóa học hoặc là với những mong muốn gì cho các dự án tiếp theo thì cũng xin cả thầy cô cho chúng em một vài lời ạ, ở trong cái bài em vừa chia sẻ qua đây ạ, để giảng của mẹ em xin cảm ơn ạ. Cảm ơn các thầy cô nhiều nha.
thầy cô, bà. Cảm ơn thầy. Thầy tắt đi ạ.